Kính thưa quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu trên các diễn đàn, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một buổi hội luận khá đặc biệt. Có tới 15 câu hỏi của dân Việt Nam yêu cầu Đảng Cộng sản trả lời. Lúc nãy Lạc Việt post lên cái thông tin ở trên diễn đàn này thì có nhiều bạn đã nói rằng sao lại chỉ có 15 câu hỏi, có thể tới 150 câu hỏi chứ. Vâng, thì lát nữa các bạn cùng chia sẻ. Và đặc biệt đề tài này trong một chuỗi những nghiên cứu của tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn. Nếu không muốn nói là cả đời ông đã nghiên cứu, chiêm nghiệm và hôm nay và những ngày đã qua và trong tương lai rất gần sẽ đề xuất với tất cả người dân Việt Nam trong và ngoài nước. Chúa một to dân tộc. Chắc hẳn mọi người đều biết nước chúng ta chẳng có sinh lộ gì, chỉ có tử huyệt tử lộ, không hề thấy một sinh lộ nào. Kể cả chính trị, quân sự, hóa xã hội, không một cái ngành nào mà người ta có thể nhìn thấy một chút gì gọi là sinh lộ. Sẽ này của Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi là một trong quốc nội. Và để mở chương trình hội luận hôm nay, diễn đàn phong trào liên kết dân chủ có 6 và hội đồng liên kết đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, xin kính mời tất cả chúng ta cùng lắng nghe sự chia sẻ mở đầu buổi hội luận hôm nay của Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi về cái đề tài tìm một sinh lộ cho dân tộc. Và ngắn gọn hơn trong cái chủ đề hôm nay, dân Việt có 15 câu hỏi yêu cầu Đảng Cộng sản trả lời. Xin được kính mời tiếng nói của Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi. Xin mời anh Nguyễn Nam Phong nối đường line với cha. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và quý bà trên các diễn đàn. Xin kính chào quý anh điều hành cả diễn đàn và nhất là tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn là vị diễn giả chính hôm nay. Thật sự ra là tiến sĩ Tuấn mới là diễn giả chính, còn tôi thì được mời để phụ thêm mà thôi. Vì cái đề tài này 15 câu hỏi là do tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn đã đưa. Và chắc chắn là khi đưa như thế thì tiến sĩ đã có những cái nghiên cứu sâu xa. Nhưng vì anh Lạc Việt đã mời tôi nói trước thì tôi cũng xin góp một vài cái ý liên quan tới cái đề tài này. Thì trong 15 câu hỏi mà yêu cầu Đảng Cộng sản trả lời đó thì đa phần là nói về Hồ Chí Minh cả. Ví dụ như câu thứ nhất là lãnh tụ Hồ Chí Minh là người Tàu hay là người Việt. Rồi câu thứ hai là nếu Hồ Chí Minh là người Việt thì tại sao là Đảng Cộng sản phải huyền thoại hóa, thần thánh hóa ông ta. Rồi câu thứ ba là tại sao Hồ Chí Minh lại dặn đảng viên Cộng sản phải tuân thủ sự chỉ đạo của Ban Cố vấn Trung Quốc. Rồi câu thứ tư là tại sao ông Hồ Chí Minh đã đem cái người cái đầu tiên để mà thị mạng trong cái trùng đất theo lệnh của là Trung Quốc. Xin thưa quý vị, có thể nói rằng là cái nhân vật Hồ Chí Minh mà chúng ta đang nghĩ tới những cái dịp là 70 năm, ông ta đã khởi động một cái công việc gọi là long trời lở đất. Long trời lở đất là theo người xấu đấy, và đã ảnh hưởng tới là cái dân tộc Việt Nam của chúng ta 70 năm nay. Người ta đã viết về ông rất là nhiều, và có những cái dư luận rất khác nhau, từ trong nước lẫn ngoài nước. Đây là một nhân vật rất là phức tạp. Như như mọi lãnh tụ cộng sản đều là phức tạp, bởi vì có cái sự che giấu là một, thứ hai sự thần tượng hóa là hai trong cuộc đời của họ. Ông Hồ Chí Minh cũng vậy. Hôm nay là chúng ta nhắc lại ông để chúng ta thấy những cái gì mà ông đã làm cho dân tộc Việt Nam, những đồng đảng của ông đã làm cho đất nước Việt Nam từ 70 năm qua, là chắc chắn là phải có một cái nguồn gốc sâu xa từ nó chính bản thân của ông ta.
Nếu Việt Nam không có Hồ Chí Minh thì không có cái hiện tình cái thê thảm của đất nước ngày hôm nay. Người ta đã nói rằng là trong dư luận chính thức của nhà nước thì nói là ông ta là con người ở sinh ở Nam Đàn, Nghệ An, nhưng mà cũng lại có những nhà nghiên cứu nói là ông ta khi mà nắm quyền thật sự ra là một Hồ Chí Minh khác, Hồ Tập Trương gì đó mà người Hè, tức là người Tàu đấy. Và cuộc đời của ông ta đã gây đổ máu cho chính người Việt Nam, nếu ông ta người Việt thì tức là cho chính đồng bào của ông, và nếu ông ta là người Tàu á, thì cho chính nhờ những kẻ gọi là những kẻ thù của ông. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam này không có một ai mà đã đổ máu người Việt Nam cho bằng Hồ Chí Minh cả. Ở trong quá khứ là chúng ta thấy là có những cái người ấy hung bạo như là Lê Lê Long Định chẳng hạn như thế, hoặc là một vài cái ấy ông bào chúa gì đó ấy, bào vương gì đó, nhưng mà cái người mà bị chết về tay họ không phải là nhiều như Hồ Chí Minh là tới cả triệu người mà bị trực tiếp giết chết cũng như là gián tiếp giết chết, bởi vì Hồ Chí Minh đã là trực tiếp làm ra cái cuộc cải cách ruộng đất mà ít nhất là hơn 200.000 người bị giết, gần 200.000 người bị giết chết trực tiếp, và nửa triệu người thì thân nhân của họ bị chết một cách là gián tiếp. Ông ta lại gây ra một cái cuộc là chiến tranh, hai cuộc chiến tranh, một cuộc chiến tranh là chống Pháp vô ích và một cuộc chiến tranh gọi là chống Mỹ là vô nghĩa, và đã đẩy dân tộc Việt Nam của chúng ta cả hai miền vào chỗ chết lên tới cả 4-5 triệu người, ở trong đó có ít nhất là 1-2 triệu những cái tinh hoa tuổi trẻ của đất nước, tức là những người chiến sĩ cả miền Bắc lẫn miền Nam đã phải chết vì cái cuộc chiến mà gọi là mở rộng cái đế quốc đỏ, mở rộng cái chế độ cộng sản về hướng phía Đông Nam Á. Thì chúng ta thấy là Hồ Chí Minh, cho dù ông ta là thật khi lên ngai vàng năm 1945 rồi năm 1954 đấy, thì là một người ở Nam Đàn thật sự, nhưng mà ông ta không bao giờ có cái tâm hồn Việt Nam cả. Bởi vì thứ nhất là ông ta đã làm cho người Việt Nam chết. Thứ hai là ông ta giết chết cả cái văn hóa của Việt Nam. Và thứ ba là ông ta đẩy đất nước Việt Nam vào chỗ điêu linh. Dám tuyên bố một câu là có thể đốt cả dãy Trường Sơn, hoặc là sẽ chiến đấu chống lại ý là chiến đấu cho tới người cuối cùng, để mà làm cái hoàn thành cái gọi là cái kế hoạch của Mao Trạch Đông. Và chúng ta thấy rằng là những cái ông ta còn phá hoại về mặt kinh tế, về mặt là xã hội, ý, về mặt là đạo đức, những cái gia sản của Hồ Chí Minh để lại cho tới hôm nay ý, là một cái gì đó nó tang thương cho đất nước, là một cái sự là suy bại ý, về mặt vật chất nhưng mà nhất là về mặt tinh thần. Đến sau này ấy, một thời gian nữa mà chúng ta tẩy được cái Đảng Cộng sản ra khỏi vệ quyền lực, chúng ta xây dựng cái khá dừng lại cái hệ thống kinh tế hoặc là làm lại cái môi trường cho trong sạch đó, cái đó dễ lắm. Nhưng mà chúng ta đào tạo được con người Việt Nam, khôi phục lại cái văn hóa Việt Nam, thế chẳng hứng lại cái đạo đức của dân tộc, rồi tiếp tục những cái truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa, thế đó cái điều đó là khó khăn hơn rất nhiều, mà tất cả chỉ vì một con người, một con người tự nhận mình là rất sáng suốt, chỉ mình mà, tự nhận mình là lãnh đạo là tối cao, tự nhận mình là cha già của dân tộc, tự nhận mình là cái kẻ mà đưa Việt Nam ấy, đưa cái thế giới gọi là vào cái thế giới đại đồng,
như là trong cái bài thơ mà ngộ ngạo của ông ta đã so sánh mình với là Trần Hưng Đạo ấy. Hôm nay là chúng ta đang trong cái dịp kỷ niệm cái gọi là cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945 và cái gọi là quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thì chúng ta nhắc tới tên cái nhân vật này là một điều rất là quan trọng, và chúng ta phải thấy rằng, và chúng ta phải làm cho mọi người thấy rằng đó chính là nguồn gốc của mọi đại hòa sẽ đến cho dân tộc Việt Nam của là chúng ta. Chúng ta phải biết rõ về những gì mà liên quan tới cái nhân vật đặc biệt này của lịch sử, đồng thời là chúng ta cũng làm cho công luận thấy rõ được cái bộ mặt, vạch trần cho được á cái bộ mặt của Hồ Chí Minh, đồng thời là phải tìm cách để mà đòi hỏi Đảng Cộng sản phải trả lời cho dân tộc một cách rốt ráo về cái gọi là lãnh tụ của họ đấy, cái lãnh tụ mà họ luôn luôn là nêu cao cái dĩ nhiên là tuyên truyền là dối trá, nêu cao cái đạo đức của Hồ Chí Minh, nêu cao những cái tài năng mà ông không bao giờ có cả, nêu cao những cái gọi là những gì ông ta đem lại cho đất nước, để nói gọi đấy là thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ nhất trong lịch sử. Trong cái đó là hoàn toàn là trái ngược. Cái đó là một vài cái điều tôi xin được là khơi gợi mở đầu. Dĩ nhiên là tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn là một người nghiên cứu về chính trị và lịch sử sâu xa hơn chúng tôi. Thế tiến sĩ sẽ trình bày cho là diễn đàn một cách là rõ ràng hơn. Xin hân hạnh, xin vui mừng cảm ơn tiến sĩ hôm nay là đến với diễn đàn để đem tất cả những cái kiến thức uyên bác và lòng nhiệt thành cao độ của mình đó, để mà truyền thụ cho mọi người đang lắng tai nghe. Xin cảm ơn tiến sĩ, cảm ơn mọi quý vị đã lắng tai nghe. Xin hết. Lạc Việt xin thay mặt cho diễn đàn điểm trợ khối Tam Quốc 06 và Hội đồng Liên kết Đấu tranh Dân chủ Nhân quyền cho Việt Nam, cũng như diễn đàn sinh hoạt live hôm nay, diễn đàn phong trào liên kết dân chủ, các diễn đàn bạn, các đài radio và các website, xin chân thành cảm ơn những lời mở đầu của Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi. Và Ngài cũng đã nói một phần nào mở đầu cho cái chủ đề hôm nay, đó là 15 câu hỏi của dân Việt Nam yêu cầu Đảng Cộng sản trả lời, trong một cái, phải nói là một chuỗi những khảo luận trong cái chủ đề tìm một sinh lộ cho dân tộc. Xin được kính mời tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn ạ. Vâng, tôi xin cảm ơn anh Lạc Việt và xin có lời cảm ơn Linh Mục Phan Văn Lợi, và tôi xin có lời chào tất cả quý vị cũng như anh chị em trẻ ở trên diễn đàn hiện nay. Tôi nghĩ rằng trước khi tôi phát biểu ý kiến, tôi xin đề nghị anh Lạc Việt, không biết có được không, là anh đọc lại tất cả 15 câu hỏi đó trước khi tôi xin được phát biểu ý kiến đó, thưa anh Lạc Việt và tất cả quý vị. Dạ vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, có lẽ tôi lại phải cần một vài phút để lấy lại cái 15 câu hỏi đó. Có thể là xin mời tiến sĩ bắt đầu đi, rồi tôi sẽ lấy lại từ cái câu số 2. Vâng. Kính chào tất cả quý vị và các anh chị em trẻ. Thì những cái lời tâm huyết và đầy nhiệt tình của Linh Mục Phan Văn Lợi đã mở cho chúng ta cái tinh thần của cái buổi hội luận hôm nay, đó là Hồ Chí Minh là nguồn gốc của tất cả mọi thảm họa của dân tộc Việt Nam trong suốt 70 năm qua. Thì tôi thấy cái việc
mà chúng ta nói đến cái nhân vật này không phải là với một cái thái độ chỉ trích, chê bai như là chúng ta thường làm, mà đây là một cái cuộc diễn xét lại cái sự thật của lịch sử. Thì trong thời gian gần đây tôi có đọc được một cái cuốn sách, và hôm nay tôi cũng nói sơ qua, đó là cái cuốn Những Lời Chăn Chuối của triết gia Trần Tân Thảo. Triết gia Trần Tân Thảo là ai? Ông là một khuôn mặt trí thức rất là lừng lẫy ở Paris từ năm 1946. Ông là một thanh niên yêu nước nhưng mà lại được đào tạo ở Pháp theo cái khuynh hướng thiên tả, cho nên năm 1951 ông đã trở về và ông nghĩ rằng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự muốn làm cuộc cách mạng vô sản tại Việt Nam, cho nên ông rất tự nguyện trở về để mà mong giúp cho Hồ Chí Minh tránh đi những cái lỗi lầm mà những cái cuộc cách mạng của Mao Trạch Đông cũng như ở Liên bang Xô Viết đã vấp phải. Tại vì ông chân thành nghĩ rằng Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng, sẽ làm một cuộc cách mạng để cứu dân, cứu nước Việt Nam. Vì thế ông mới xin trở về. Nhưng mà từ cái ngày ông trở về năm 1951 cho đến ngày ông rời khỏi nước vào năm 1991, thì cái điều làm cho ông thực sự thức tỉnh là năm 1987 ông vào được miền Nam và ông thở được cái không khí thoải mái, cởi mở tại miền Nam. Thì tự nhiên ông thức tỉnh. Ông sống ở miền Bắc suốt từ năm 1951 cho đến năm 1987. Ông đã bị Hồ Chí Minh lợi dụng để mà giống như là những cái chậu kiểm để mà trình bày cho những nhà ngoại giao và thế giới biết rằng trong cách mạng của ông ta có những cái khuôn mặt trí thức ưu tú ở Pháp về. Những con người đó như Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Khắc Việt, vân vân. Đặc biệt là Trần Đức Thảo. Thì khi mà ông bày tỏ cái lý tưởng của ông, thì từ đó Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam coi ông là một người có vấn đề. Cho nên trong suốt mấy chục năm đã không sử dụng ông và đọa đầy ông, bỏ đói ông, bắt ông phải đi chân trâu chân bò, bữa no bữa đói suốt gần 40 năm trời. Thế thì cái sự đọa đầy đó nó đưa đến một cái quyết định là Trần Đức Thảo muốn nói lên tất cả những cái sự thật mà ông đã chứng kiến tại miền Bắc. Đó là điều mà chúng ta là những cái người miền Nam, chúng ta không có cơ hội để nhìn toàn diện cái bộ mặt thật của Hồ Chí Minh cũng như Đảng Cộng sản đã làm những gì suốt từ ngày họ cướp chính quyền vào tháng 8 năm 1945 cho đến sau này. Thì nhờ đó chúng ta mới có những cái chứng liệu lịch sử, có những nhân chứng sống động và đáng tin cậy. Ông ta có nói một câu như thế này: tôi đồng ý nếu không tháo gỡ hết những khoảng tối, những khúc mắc của lịch sử đương đại thì không thể nào nâng lương trí lên được, không thể nào hóa giải được tình trạng ngu tín
đang tiếp tục nhấn chìm chế độ này vào vũng lầy của cuối nát. Xã hội càng ngày càng hỗn loạn, con người càng ngày càng suy đồi tinh thần, càng sa đọa về mặt dân thường, đạo đức, trật tự kỷ cương. Tất cả những vấn đề ấy xuất phát từ tình trạng vẫn có bất công trong đói nghèo, mà là phải gánh vác chiến tranh kéo dài, trong khi chính sách thì đầy ắp những mưu mô lý luận, thì gian xảo ngụy biện, thì những ứng xử lật lọng của chính quyền, của bộ máy truyền nặng tính chất giáo điều, vừa ngu tín vừa cuồng tín, tất cả đã bắt nguồn từ cái ý thức hệ hung hăng đấu tranh giai cấp. Nhu cầu đấu tranh đã sinh ra nguyên vạn tội ác, đã gieo rắc hận thù, đã phát triển bạo lực, đã chia rẽ dân tộc rất nặng nề và tai hại hơn. Không đưa ánh sáng những sai trái ấy để phân tích, để lý giải, để thanh toán, thì dân tộc còn bị chia rẽ lâu dài, xã hội sẽ càng ngày càng bế tắc và chính quyền càng ngày càng hung thối. Kính thưa Linh Mục Phan Văn Lợi và tất cả quý vị cũng như anh chị em trẻ, đó là cái chiều hướng của một triết gia đã sống trong lòng chế độ, bởi vì ông là một con người của lý tưởng. Ông đã sai lầm khi chọn cái chủ nghĩa Mác và đặt cái lý tưởng của mình ở trên cái chủ nghĩa đó. Nhưng mà khi trở về nước để đúng vào cái thực tế của cách mạng vô sản của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ông mới thấy ra rằng ông là người sai lầm, và Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh là người còn sai lầm hơn nữa. Cho nên ông nguyện suốt đời ông cho đến ngày ông chết là năm 1993 tại Paris, có lẽ ông bị đầu độc chết, và ông đã để lại những lời chăn chuối, và nhờ những lời chăn chuối đó tôi thấy được bộ mặt thật của Hồ Chí Minh, tôi thấy được cái bộ mặt thật của cải cách ruộng đất, và tôi thấy được cái bộ mặt thật của những tham vọng điên cuồng khi gây ra chiến tranh tiến chiếm Việt Nam. Cho nên ngày hôm nay, tại sao mà tôi lại đưa ra 15 câu hỏi này? Bởi vì trong những tháng vừa qua, khi tôi đưa ra cái tiểu luận 87 trang để duyệt xếp lại tất cả mọi sự thật của lịch sử, để mong tìm một sinh lộ cho dân tộc Việt Nam trong những ngày sắp tới, thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã phản bác lại tôi bằng cách tung ra hải ngoại 106 bài viết của 86 tác giả đã tập trung viết chỉ trích chế độ Ngô Đình Diệm và nền đệ nhất Cộng hòa từ mấy chục năm qua, để phản bác lại những cái gì mà tôi viết ra trong cái tiểu luận 87 trang. Thì để trả lời trong 106 bài đó và để trả lời cho 86 tác giả đó mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra, trong đó họ gọi tôi là một sử gia ngoại ngữ tại hải ngoại, một thứ sử gia nhẹ dạ của giới, của khối Công giáo Việt Nam. Kính thưa cha Phan Văn Lợi và tất cả quý vị thính giả cũng như anh chị em trẻ. Vâng, 12 câu, 15 câu hỏi đã sẵn sàng rồi, thưa tiến sĩ.
Vâng, như vậy thì anh xin anh đọc đi rồi mình sẽ tiếp tục. Vâng, và đây là 15 câu hỏi của dân Việt yêu cầu Đảng Cộng sản trả lời. Câu hỏi thứ nhất: lãnh tụ Hồ Chí Minh là người Tàu hay người Việt Nam? Tại sao suốt đời Bác Hồ phải che giấu rất kỹ gốc gác của mình? Câu hỏi thứ hai: nếu Bác Hồ là người Việt Nam thì tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam phải hóa trang huyền thoại, thần thánh hóa Bác? Phải chăng để người dân Việt tin tưởng, tôn kính, phục tùng tuyệt đối và không còn ai dám thắc mắc về gốc gác của Bác nữa hay sao? Câu hỏi thứ ba: tại sao Bác Hồ lại dặn Đảng và các đảng viên Cộng sản Việt Nam rằng tất cả phải tuân thủ tuyệt đối sự chỉ đạo của Ban Cố vấn Trung Quốc? Thứ bốn: tại sao cụ Hồ muốn can thiệp để cứu một người ân nhân của cụ là bà Nguyễn Thị Năm, nhưng vì Ủy ban Cải cách Ruộng đất đã quyết định đem bà này ra đấu tố và xử bắn, nên Hồ Chủ tịch cũng không dám can thiệp? Tại sao là lãnh tụ tối cao của Việt Nam mà phải sợ uy quyền của Ban Cố vấn Trung Quốc? Thứ năm: tại sao lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam lại tuyên bố chúng ta sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối cùng của người Việt Nam cuối cùng để chiến thắng? Như vậy mục đích cách mạng vô sản tại Việt Nam phải chăng là tiêu diệt hết người dân Việt Nam, chứ đâu phải cứu dân cứu nước Việt Nam? Câu hỏi thứ sáu: tại sao Hồ Chí Minh và đảng của ông tìm mọi cách để tiêu diệt thẳng tay tất cả những nhà ái quốc chân chính nhất, tiêu diệt hết nhân tài, tiêu diệt hết các đảng phái quốc gia và tiêu diệt luôn những thành phần trí thức ưu tú của Việt Nam? Phải chăng mệnh lệnh này đến từ Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản Trung Quốc để Việt Nam không bao giờ ngóc đầu lên được, phải không? Câu hỏi thứ bảy: tại sao Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam trong cách mạng vô sản chỉ chủ trương phá hoại triệt để và phá hoại toàn diện con người và xã hội Việt Nam mà chưa bao giờ có một đường lối nào để xây dựng cho nước Việt Nam? Phải chăng đây là chủ trương cố tình làm cho toàn dân Việt Nam rơi vào vực thẳm đói nghèo, sợ hãi và hoàn toàn suy liệt trên mọi phương diện mà không thể nào ra được? Câu hỏi thứ 8: Hồ Chí Minh có tên là Lý Thụy, một thiếu tá trong Bát Lộ Quân Giải phóng Hoa Lục, người đã nhận mệnh lệnh của Mao đến Việt Nam để thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào năm 30. Vậy đảng này là người Tàu hay người Việt Nam? Nếu nói đảng này của Việt Nam thì tại sao phải tuân thủ tuyệt đối sự chỉ đạo của Ban Cố vấn Trung Quốc? Câu hỏi thứ 9: tại sao Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam giương cao ngọn cờ kháng chiến để tranh đấu cho độc lập, tự do và hạnh phúc cho toàn dân Việt Nam, trong khi chính bản thân Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản ViệtAm lại hoàn toàn không có độc lập tự do trong mọi suy tư và hành động? Câu hỏi thứ 10: tại sao sau chiến thắng Điện Biên Phủ về tiếp thu Hà Nội năm 54, trong suốt 10 năm hòa bình từ năm 54 đến 64, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã chẳng xây dựng được gì và chỉ xô đẩy 17 triệu dân từ Hà Nội đến các vùng nông thôn khắp miền Bắc rơi vào khốn cùng, sợ hãi, chia lìa, đói nghèo khủng khiếp? Thế mà Hồ Chí Minh và Cộng sản Việt Nam vẫn tìm mọi cách gây ra chiến tranh để tiến chiếm miền Nam, rồi sau đó đem cái uy quyền bạo lực thô bạo, đem cái đói nghèo, đem cái huyền thoại giả dối, đem cái hủ lậu dốt nát, đem những thói gian manh ích kỷ và đem luôn những thất bại ê chề của cách mạng vô sản từ miền Bắc vào miền Nam. Như thế là giải phóng hay sao? Câu hỏi thứ 11: phải chăng Đảng Cộng sản Việt Nam là con đẻ của Đảng Cộng sản Trung Quốc nên mới bắt toàn dân Việt Nam phải sống theo gương Bác Hồ? Nhưng Bác là người Tàu, đó là một con người muôn mặt, luôn che giấu gốc gác, cực kỳ gian manh quỷ quái trong mọi thủ đoạn, suốt đời sống trong đam mê quyền lực và là hiện thân của bạo lực, hận thù, dối trá và phá hoại của cách mạng vô sản, đã theo gương Mao Trạch Đông trong mọi suy nghĩ và hành động. Một con người như vậy mà bắt toàn dân Việt Nam phải sống theo gương Bác Hồ thì được ích gì? Câu hỏi 12: nhìn lại chân dung của Tổng thống Ngô Đình Diệm và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cách mạng vô sản tại miền Bắc và cách mạng dân chủ tại miền Nam, ai và cuộc cách mạng nào đã bảo vệ được độc lập và ấm no hạnh phúc cho người dân Việt? Ai và cuộc cách mạng nào đã làm mất độc lập, tự do và hạnh phúc cho người dân Việt? Câu 13: đạo đức Ngô Đình Diệm và đạo đức Hồ Chí Minh khác nhau như thế nào trước hai tấm gương của hai nhà cách mạng này? Một bên chủ trương cách mạng xây dựng triệt để
và toàn diện cho dân cho nước, một bên còn lại chủ trương phá hoại triệt để và toàn diện con người và đất nước. Người dân Việt nên sống theo gương nào? Câu 14. Cuộc cách mạng vô sản do Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương tại miền Bắc từ năm 54 đến 64 đã hoàn toàn thất bại và tan vỡ thê thảm, vì cuộc cách mạng này đã xô đẩy 17 triệu dân miền Bắc vào vực thẳm của khốn cùng, sợ hãi kinh hoàng, nghèo đói xác xơ mà không thể nào ra được. Trong khi đó, cuộc cách mạng dân chủ tại miền Nam do Tổng thống Ngô Đình Diệm chủ trương đã xây nên một quốc gia miền Nam thành hòn ngọc viễn đông và đem lại độc lập, tự do và hạnh phúc ấm no cho 15 triệu dân miền Nam. Khi một cuộc cách mạng đã thảm bại vì ấu trĩ, ảo tưởng và mê sảng trong quyền uy của bạo lực, thì nó đang cần cách mạng dân chủ miền Nam giải phóng nó ra khỏi ảo tưởng cách mạng vô sản và đói nghèo. Vì thế, cách mạng dân chủ tại miền Nam đã và đang thực sự giải phóng miền Bắc bằng cách xây cho miền Bắc Việt Nam một hòn ngọc viễn đông khác. Phải chăng đây là đòi hỏi tất yếu của lịch sử Việt Nam vào thời kỳ hậu Cộng sản? Và câu hỏi 15. Sau khi Hồ Chí Minh và Việt Minh cướp chính quyền, một chính quyền hợp pháp, hợp hiến và chính thống Việt Nam vào năm 45, họ đã bức tử Hà Nội vào năm 54-64. Sau đó Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam gây chiến tranh tiến chiếm miền Nam và đã bức tử luôn Hòn Ngọc Viễn Đông vào ngày 30 tháng 4 năm 75, để cuối cùng xô đẩy 15 triệu dân miền Nam vào vòng nô lệ hãi hùng của Cộng sản. Nếu Tổng thống Diệm không bị lật đổ và không bị thảm sát vào tháng 11 năm 63, thì Cộng sản Việt Nam có chiếm được miền Nam không? Nhưng sau khi đã chiếm và bức tử nền Cộng hòa Việt Nam từ 40 năm qua, cách mạng Cộng sản cũng tự chứng minh là hoàn toàn thất bại và tan vỡ luôn tại miền Nam trên tất cả mọi phương diện, nên mới lâm vào cảnh nước mất nhà tan như hôm nay. Phải chăng vì những người Cộng sản Việt Nam và người dân phải sống theo gương Bác Hồ nên xã hội Việt Nam thống nhất rơi vào hỗn loạn mà không làm sao ổn định được? Bởi vì bạo lực, hận thù, dối trá và phá hoại theo gương Bác Hồ đã ăn sâu, lan rộng và trở thành thói quen của đời sống Việt Nam. Và cuối cùng, xé dân tộc Việt Nam thành triệu mảnh tan tác vô cùng đau thương. Vì thế, câu hỏi chót được đặt ra là người dân Việt phải hướng về cuộc cách mạng nào để có thể tìm ra một sinh lộ và đoàn kết quốc gia? Cách mạng vô sản hay cách mạng dân chủ đầy tầng? Dân chủ đầy tầng là grassroots democracy. Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, với 15 câu hỏi này thì chắc là Bộ Chính trị nó cũng không hiểu mấy đâu, thành thử nó không trả lời được. Nhưng mà chắc chắn là những tay sai của chúng, trí thức ở hải ngoại hay là ở trong quốc nội, chắc nghe cái này thì không biết là theo tiến sĩ thì họ trả lời làm sao. Vâng, xin mời tiến sĩ tiếp tục ạ. Vâng, rồi tôi nghĩ rằng họ trả lời hay không trả lời thì sự thật nó sẽ càng ngày càng sáng tỏ. Bởi vì tôi hoàn toàn đồng ý và tôi rất cảm thông với những cái cả một cuộc đời có thể lầm than, khổ ải mà Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã dành cho triết gia Trần Đức Thảo, cũng như họ đã dành cho tất cả dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thì cái quan trọng nhất mà chúng ta cần làm sáng tỏ và phải lôi nó ra ánh sáng, bởi vì giống như triết gia Trần Đức Thảo nói, đây là một trận chiến của trí tuệ và của sự thật. Trí tuệ và sự thật đang vùng dậy. Vùng dậy để làm gì? Để lôi tất cả những cái quá khứ u ám, quỷ quái đã đưa đến cho dân tộc Việt Nam những thảm họa chồng chất và cái nguy hiểm mà ngày hôm nay chúng ta phải đang đối đầu, của 90 triệu người trong và ngoài nước. Đó là chúng ta
đã trở thành nạn nhân, bị Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản gọi là Việt Nam, nhưng mà thực sự thì đó là Đảng Cộng sản của Mao Trạch Đông. Đó là hai điểm then chốt nhất để chúng ta thấy, nhìn lại tất cả những việc làm của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam làm trong 70 năm qua, thì chúng ta và toàn dân Việt Nam đã thấy rất là rõ. Vì thế trong Thánh Kinh có nói, muốn biết cây là gì thì cứ nhìn quả sẽ biết cây. Ngày hôm nay chúng ta nhìn vào cái quả, thì cái quả đó là nó đã để cho dân tộc Việt Nam chia lìa, tan tác. Nó bắt đầu những cái thảm họa chia rẽ này từ thời cải cách ruộng đất. Cho nên tôi xin được phép để thưa với tất cả quý vị và anh chị em trẻ, để tôi nói sơ về cái âm mưu để chia rẽ dân tộc Việt Nam. Nó bắt đầu từ năm 1956 khi có cải cách ruộng đất. Mục đích của phiên tòa cải cách ruộng đất, đây là lời cố vấn của Tàu đã nói trong một cái phiên tòa để mà xử những người mà họ gọi là phản cách mạng, phản động, là những cái người làm chủ một vài mẫu đất hoặc một vài sào đất. Đây thì họ nói về cái mục đích như thế này. Mục đích của phiên tòa cải cách ruộng đất có phải là để kết án tử hình mấy tên phản động, phản cách mạng ấy không? Không, không phải thế đâu. Vì chúng ta có thể xử tử, xử bắn những tên ấy dễ dàng bất cứ lúc nào, mà không cần phải triệu tập nhân dân đông đảo đến chứng kiến như vậy. Chúng ta họp phiên tòa này chính là vì quần chúng nhân dân đã huy động họ đến tham dự, là để giáo dục, để dứt khoát biến quần chúng ấy thành quần chúng cách mạng. Vì thế chúng ta phải xử sao cho quyết liệt, sao cho gây chấn động trong đầu của từng con người. Ta phải xử sao cho có khí thế để phát huy uy quyền của bạo lực cách mạng. Tôi xin nhắc lại, để phát huy uy quyền của bạo lực cách mạng trong đầu mọi người, ta phải chứng tỏ bạo lực cách mạng là dứt khoát, là không có gì lay chuyển. Chính Hồ Chủ tịch đã nêu gương sáng cho chúng ta về vấn đề ấy. Hồ Chủ tịch đã nêu gương quyết tâm thực thi nghiêm chỉnh chính sách cải cách ruộng đất bằng một thái độ, một hành động, một lập trường vô cùng sáng tỏ. Đó là đem ra xử bắn tên nhà giàu Nguyễn Thị Năm để làm gương, dù là có công cất giấu lãnh đạo cách mạng, có công quyên tặng cách mạng hàng trăm lượng vàng, nhưng chính Hồ Chủ tịch đã tuyên tuyệt đối tôn trọng tòa cải cách. Với lập trường cương quyết như vậy thì chính sách cải cách ruộng đất sẽ thành công mỹ mãn, hậu phương ta sẽ sạch bóng quân thù. Tàn dư phong kiến thực dân trước khi đất nước này được sạch bóng quân thù.
Kính thưa Linh Mục Phan Văn Lợi, tất cả quý vị và anh chị em trẻ, đó, mục đích của họ là như vậy. Họ sẽ gây kinh hoàng cho tất cả người dân Việt Nam, bởi vì họ muốn chứng tỏ cho tất cả người dân Việt Nam từ Hà Nội đến các vùng thôn quê hiểu thế nào là uy quyền của bạo lực cách mạng. Và vì thế họ mới tuyên bố rằng có làm như thế thì chúng ta mới sạch bóng quân thù. Có nghĩa là họ đã nhìn người dân Việt Nam đều là quân thù. Cho nên chính sách của họ không phải chỉ cải cách ruộng đất, mà đến khi họ tiếp thu Hà Nội năm 1954 sau chiến thắng Điện Biên Phủ, thì chúng ta thấy cách mạng đó đã tước đoạt tất cả những nhà cửa, những tài sản, những cơ sở thương mại và của cải vật chất của toàn dân Hà Nội. Họ tước đoạt để cung cấp tất cả những nhà cửa, đất đai đó cho cán bộ của họ. Chưa có một cái cuộc cách mạng nào mà không xây nhà được cho cán bộ, mà phải đi cướp tất cả của dân, biến thành phố Hà Nội thành một thành phố từ ngàn năm văn vật trở thành một thành phố giấy chết từng ngày từng giờ. Đói, nghèo, sợ hãi, run rẩy. Một người bằng cố nông tên là Lê Tư đã than thở với triết gia Trần Đức Thảo như thế này. Bởi vì Trần Đức Thảo có tham gia vào trong cái đội cải cách ruộng đất, cho nên ông nhìn rất là rõ. Đồng chí ơi, trước đây tôi dù là người làm thuê làm mướn, nhưng mà chúng tôi vẫn sống bên nhau thật là ấm êm. Tôi có vẫn có việc làm thuê làm mướn của người này người kia để mà kiếm sống qua ngày. Khi con tôi đau, tôi tìm đến người này người kia rồi cũng cho tôi thuốc men. Cuộc sống vất vả nhưng ấm êm và đầy tình người. Nhưng mà bây giờ bày đặt ra cái cải cách ruộng đất này, đồng chí có biết không, tôi là một con người đói nghèo nhất trong xã hội này. Bây giờ tôi đi xin việc, không ai cho tôi việc, tại vì ai cũng sợ rằng mướn tôi thì sẽ mang tiếng là bóc lột. Cho nên ra ngoài đường bây giờ không ai dám nhìn mặt ai, không ai dám tin ai. Tất cả mọi người đều phải tìm bằng mọi cách kẻ thù giai cấp nằm ở chỗ nào. Chúng ta thấy đó là âm mưu để chia rẽ dân tộc Việt Nam. Và cái âm mưu đó đã xuất cảng vào miền Nam của chúng ta, nó làm cho chúng ta không thể nào gần nhau được, không thể nào nhìn mặt nhau được. Chia rẽ, không ai tin ai, ai cũng rình rập ai để tố cáo lẫn nhau. Tất cả một dân tộc trở thành nạn nhân của thảm nạn chia rẽ. Và cái chính sách đó đã ăn sâu lan rộng vào xã hội Việt Nam và tràn ra hải ngoại. Cho nên cái thảm nạn mà chúng ta cần phải chú ý là tất cả chúng ta dân tộc khốn khổ này là nạn nhân của
của một người tàu, đó là Hồ Chí Minh, là nhân của một đảng cộng sản của người tàu dựng lên, đó là một sự thật. Chúng ta nhìn vào việc làm đó, chúng ta không thể nào có thể nghĩ rằng một người Việt Nam hay là một đảng phái chính trị Việt Nam lại đối với dân, với nước như vậy. Họ không chỉ phá cái truyền thống chính trị của chúng ta, họ phá cái truyền thống văn hóa, đạo lý, luật pháp, chính quyền, tất cả. Họ phá từ vật chất đến tinh thần, từ quốc gia đến từng người dân. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ngồi ở đây để cùng nhau đưa ra 15 câu hỏi này, thiệt là đau khổ cho tất cả dân tộc chúng ta. Bởi vì chúng ta phải nhìn vào đó để chúng ta thấy rằng đó mới là kẻ thù của chúng ta. Chính những con người đã dựng lên cái đảng đó, chính những con người đã dựng lên người lãnh tụ đó, để lừa bịp chúng quyền, hợp hiến, hợp pháp và chính thống của Trần Trọng Kim, rồi áp lực Hoàng đế Bảo Đại phải thoái vị. Để làm gì? Để nắm lấy trọn quyền lực trong tay. Để làm gì? Để phơi bày cái uy quyền của bạo lực, để mà làm tình, làm tội muôn triệu con người, mà rồi chúng ta không làm gì chúng được. Đó là vì chúng ta đã là nạn nhân của sự chia rẽ. Cho nên khi chúng ta ý thức được chúng ta là nạn nhân của sự chia rẽ, thì chúng ta có thể gây lên một ý thức để đoàn kết quốc gia. Khi chúng ta nhìn nhau đều là nạn nhân của Hồ Chí Minh và nạn nhân của Đảng Cộng sản do Mao Trạch Đông dựng lên, thì chúng ta không còn cái lý do gì để phải thắc mắc về những lừa đảo đó nữa. Những cái lừa đảo đó quá hiển nhiên, và ngày hôm nay chúng ta dùng những sự thật đó để thách đố, và chúng ta đưa những trí tuệ của chúng ta để thách đố quá khứ bẩn thỉu đó, nhơ nhớp đó, để làm gì? Để chúng ta ôm lấy nhau, thương yêu nhau hơn. Khi nào dân tộc Việt Nam của chúng ta đoàn kết lại, dân tộc này chỉ có thể được cứu vớt khi mà chúng ta chấm dứt được thảm nạn chia rẽ. Thảm nạn chia rẽ này chỉ chấm dứt được khi lôi ra ánh sáng được tất cả sự thật của lịch sử, với những âm mưu chia rẽ vô cùng thâm độc và tinh vi quỷ quái của Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản tàu đổ lốt kháng chiến tranh đấu cho độc lập tự do và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Tất cả người Việt Nam phải khôn ngoan sáng suốt, tự nhận thức rằng tất cả chúng ta góp tiếng nói để mà đưa ra cái sự thật và cái trí tuệ của mỗi chúng ta cho cái sinh lộ của dân tộc. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn đã chia sẻ rất là sâu sắc cũng như đầy tâm huyết về cái hiện tình của đất nước trong suốt mấy chục năm, trong 70 thập niên vừa qua. Và mọi sự đều xoáy vào một nhân vật, nhân vật đó là Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh theo lệnh của Mao Trạch Đông dựng nên Đảng Cộng sản Việt Nam cũng để phục vụ cho mưu đồ của Mao Trạch Đông. Mưu đồ đó ngày càng thể hiện rõ nét. Rõ nét như thế nào?
Xin mời tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn có thể chia sẻ thêm là với Hồ Chí Minh như vậy, nhưng mà với cái chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay, nó có còn theo chân Hồ Chí Minh hay là còn chịu tác động của những kiểu như Hồ Chí Minh đã tuyên truyền từ trước tới nay, hay là những cái kiểu hành xử của Hồ Chí Minh từ trước tới nay nó có còn tiếp tục ở trong những cái thế hệ cai trị của Việt Nam, trong các cái thể chế cộng sản, trong những cái bộ chính trị liên tục bao nhiêu năm nay không ạ? Xin mời tiến sĩ. Cảm ơn anh Lạc Việt, kính thưa cha Phan Văn Lợi và tất cả quý vị khán giả cũng như anh chị em trẻ. Con người của Hồ Chí Minh, một cán bộ làm việc bên cạnh Hồ Chí Minh có nói với Trần Đức Thảo như thế này: tôi thấy cụ tìm mọi cách để giấu giếm rất kỹ gốc gác của cụ. Cụ không phải là họ Nguyễn đâu. Đó, thì chúng ta thấy tất cả những việc làm của ông ta là áp dụng những cái đoạn thật là tinh vi, thật là quỷ quái để mà làm suy thoái triệt để và toàn diện cái dòng sinh mệnh của dân tộc Việt và cái dòng sử mệnh của dân tộc Việt. Đó, cái âm mưu đó ngày hôm nay chúng ta phải thấy như vậy. Còn cái Đảng Cộng sản Việt Nam thì chúng ta thấy và tất cả mọi người thấy họ đã luôn luôn phải theo một cái mệnh lệnh, cho nên họ đã phải dâng đất, dâng biển, rồi dâng cả những cái điểm, một vùng đất mà là những cái điểm chiến lược cực kỳ quan trọng của đất nước. Cho nên họ đẩy cái nền an ninh quốc gia của chúng ta vào trong tay của người tộc. Về phương diện kinh tế thì họ không bao giờ họ để cho dân Việt Nam có cơ hội để phát triển tự lực, tự túc, tự cường, mà họ tìm mọi cách để cho cái dân tộc phải lệ thuộc vào cái nền kinh tế đó. Cho nên nền kinh tế của tàu cũng quyên góp và kiểm soát gần như hết tất cả cái nền kinh tế của Việt Nam. Về phương diện văn hóa thì gần như ngày hôm nay nền văn hóa mà tổ tiên tiền nhân của chúng ta đã xây đắp 4.000 năm nay, ngày hôm nay cũng không còn gì nữa. Chúng ta phải sống vào cái nền văn hóa đầy bạo lực, đầy dối trá, độc ác và phá hoại. Rồi chúng ta thấy tất cả những việc làm của Đảng Cộng sản, họ phải tuân hành gần như là tất cả những đòi hỏi. Cho nên có những cái hiệp ước thành đô để mà biến Việt Nam thành một cái quận huyện của tổng. Thì đấy là những cái âm mưu mà ngày hôm nay chúng ta phải lôi nó ra ánh sáng và sở dĩ mà họ làm được như vậy, tại vì chúng ta quá bị chia rẽ. Cái ảnh hưởng mà Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam làm đối với dân tộc Việt Nam trong suốt 70 năm qua giống y như mà còn tàn độc hơn cả những chính sách của thực dân, làm cho đói nghèo,
làm cho sợ hãi, làm cho ngu dốt và làm cho yêu hẹn. Cho nên chúng ta thấy từ ngày có Hồ Chí Minh với cái Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy một cái việc làm nào thực tế mà có lợi một chút thôi, mà chúng ta chỉ thấy những cái hại mà thôi. Cho nên họ có thể làm được cái điều đó bởi vì họ nghĩ rằng chúng ta vẫn là những con người như bãi cát rời đang sống bên nhau. Vì cái đời sống nó quá túng quẫn, nó quá nghèo khổ, cho nên chúng ta không làm sao để mà vùng vẫy được. Đó là cái lý do tại sao mà ngày hôm nay chúng ta phải đặt ra 15 câu hỏi này để nhìn thật sâu vào lịch sử, để thấy được trọn vẹn cái âm mưu thâm độc của Mao Trạch Đông, của người Tàu, là tìm mọi cách để mà chiếm đoạt cái đất nước và biến dân tộc chúng ta trở thành một dân tộc tiếp tục làm nô lệ cho họ. Cho nên chúng ta cần phải nhìn ra những cái sự thật đó để mà đừng kình chống nhau nữa, đừng sát phạt nhau nữa, đừng chỉ trích bới móc nhau nữa, mà phải nhìn rằng chúng ta đều là nạn nhân của một cái âm mưu quá thâm độc của người Tàu, và chúng ta cần phải có nhau để tìm mọi cách chấm dứt sự chia rẽ đau đớn này. Thì lúc đó chúng ta mới có thể mong tìm được một sinh lộ cho dân tộc và tất cả quý vị và anh chị em trẻ. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn. Trong 15 câu hỏi này, trong một cái đề tài rộng lớn hơn, đó là tìm lại sinh lộ cho dân tộc, thì có những cái sự thật dối trá về phía Đảng Cộng sản, về phía Hồ Chí Minh, sự thật phá hoại, sự thật tàn bạo đã đưa đất nước chúng ta đến cái hố, đó là một nửa sự thật. Còn một cái nửa sự thật khác, nó tích cực, nó xây dựng, nó đi theo truyền thống dân tộc, và nó là thừa kế của 4.000 năm văn hiến, đặc biệt là ở nơi thời đệ nhất Cộng Hòa, và được thời đệ nhị Cộng Hòa thừa hưởng cái công việc đó. Vậy thì xin mời tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, trong 15 câu hỏi này, trong 15 cái câu hỏi để tìm ra sự thật này, có những sự thật về Việt Nam Cộng Hòa như thế nào? Các bạn trẻ cũng cần biết những sự thật đó để họ có thể vững tiến trong một cái tương lai là đi tìm lại một sinh lộ cho dân tộc. Xin mời tiến sĩ, và sau đó sẽ xin mời tất cả chúng ta cùng chia sẻ phát biểu. Tôi thấy cảm ơn Nhật Việt, và câu hỏi đó là câu hỏi rất là quan trọng. Bởi vì khi chúng ta nhìn ra được những cái gì đã đưa chúng ta đến sự đau khổ triền miên, thì đồng thời ở một nửa sự thật còn lại, chúng ta cũng phải nhìn thấy cái gì đã đưa đến cái xã hội của chúng ta ở miền Nam, một cái hòn ngọc của miền Đông, một cái cuộc sống thực sự thanh bình, an lạc và ấm no, một cái quốc gia mà chỉ mới bắt đầu từ năm 1954 đến năm 1963. Rồi chúng ta đối chiếu với miền Bắc, cái cuộc cách mạng của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam
cũng từ năm 54 cho đến năm 1964, tức là 10 năm sau. Còn miền Nam là chỉ có 9 năm sau thì Tổng thống Hiền đã bị lật đổ và bị thảm sát. Thế thì cái hòn ngọc Viễn Đông là tất cả mọi người Việt Nam từ Bắc đến Nam bây giờ cũng đã nhìn thấy. Đó là công trình của một cái cuộc cách mạng bất bạo động, không đổ một giọt máu, nhưng mà nó đã đưa đến những cái công trình xây dựng triệt để và xây dựng toàn diện. Trong một hoàn cảnh mà miền Bắc thì hoàn toàn không bị đe dọa của chiến tranh, mà rồi 10 năm sau đã biến một quốc gia đói nghèo, trong khi chỉ có 9 năm Tổng thống Ngô Đình Diệm phải đương đầu với một cuộc chiến tranh xâm nhập âm mưu thật là khủng khiếp của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Du kích khủng bố nổi lên khắp nơi, suốt đêm suốt ngày. Nội tình chính trị thì cũng chia rẽ, chia năm xẻ bảy. Nhưng mà may mắn của miền Nam của chúng ta là đã được Tổng thống Eisenhower thông cảm và trợ giúp mỗi năm 2 tỷ, là cái số tiền rất lớn lúc đó. Rồi cung cấp bao nhiêu nhân tài, bao nhiêu những cố vấn trên mọi phương diện đến miền Nam. Và cái cuộc cách mạng đó, Tổng thống Ngô Đình Diệm chỉ là người lèo lái con thuyền quốc gia. Còn xây dựng cái cuộc cách mạng đó thì phải nói rằng có những đảng phái chính trị, có quốc hội và có tất cả một cái hệ thống chính quyền và đệ nhất Cộng hòa mới có thể làm nên một cái cuộc cách mạng tốt đẹp như vậy. Cái việc đầu tiên là xây dựng một nền Cộng hòa và cho bầu cử quốc hội, thành lập chính quyền, thành lập nội các, rồi sau đó viết hiến pháp, một cái hiến pháp dân chủ. Và đó là lần đầu tiên dân tộc Việt Nam có một nền Cộng hòa dân chủ thật sự. Chúng ta đã trải qua 3.000 năm dưới chế độ quân chủ, và sau đó là 80 năm dưới chế độ của thực dân. Người dân ít khi nào được các chính quyền lo lắng cho đời sống của họ, đặc biệt là khi nền Cộng hòa được dựng lên thì tất cả những chính sách, từ làm những cái cuộc cách mạng về chính trị, cách mạng về kinh tế, cách mạng về xã hội, cách mạng về văn hóa, cách mạng về canh nông. Cho nên chúng ta thấy cái cải cách ruộng đất của chúng ta ở miền Nam đã đưa đến cho mỗi người dân, và sau đó chỉ trong mấy năm, 39% dân nông dân ở miền Nam đã làm chủ 3 mẫu đất trở lên. Chính nhờ cái cải cách ruộng đất tốt đẹp đó, nó mới đẩy lên cái nền kinh tế tự túc.
và tốt đẹp tại miền Nam. Rồi sau đó, tất cả cái cuộc cách mạng đó, nó có một cái đảng phái chính trị mà rất là nhiều tai tiếng, đó là dư luận. Nhưng mà dư luận nó đúng hay không còn phải xem lại. Cái đảng đó là cái đảng gọi là Cần Lao Nhân Vị. Nó có những dối lầm, nhưng mà cái đảng đó đã có tới 20.000 đảng viên. Rồi sau đó nó phát triển ở vùng nông thôn, đã có tới 600.000 đảng viên, tức là cả những người nhân công và nông dân cũng là đảng viên. Cho nên đây là lần đầu tiên đất nước có một cái đảng chính trị thật sự trưởng thành, đưa người vào quốc hội, đưa người vào hệ thống công quyền, làm một cuộc cách mạng về hành chính để mà thay thế hệ thống hành chính của thực dân, cũng như hệ thống hành chính của quân chủ ngày xưa, đưa người quân cái diện quốc gia hành chính, giáo dục. Năm 1944, dân tộc Việt Nam 80% không biết đọc viết viết. Chỉ trong 9 năm, Tổng thống Nguyễn Đình Diệm đã đưa số học sinh của Việt Nam lên tới 70%. Năm 1944, số sinh viên đại học của ba nước Việt, Miên, Lào chỉ có 700 người. Đến thời Tổng thống Diệm, có số sinh viên đại học đã lên tới 12.000 người. Ngày xưa chỉ có một viện đại học ở Hà Nội. Tổng thống Diệm đã xây được viện đại học Đà Lạt, viện đại học Sài Gòn và viện đại học Huế. Về phương diện giáo dục và văn hóa phát triển như vậy, kinh đông phát triển như vậy, rồi nền chính trị tương đối ổn định, mặc dù nó mang tiếng là độc tài, nhưng mà bởi vì trong thời kỳ chiến tranh, cộng sản xâm nhập vào tất cả các tổ chức ở miền Nam, từ tôn giáo đến đảng phái chính trị, thương mại, chỗ nào kỹ nghệ, chỗ nào cũng có thì xâm nhập để phá hoại của cộng sản. Do đó những cái quyền tự do về chính trị đã bị giới hạn, và đó là lý do tại sao mà chính quyền bị mang tiếng là độc tài. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh hết sức khó khăn như vậy, không thể nào chính những người ngoại quốc đã từng nhận định rằng trong một hoàn cảnh bi đát như thế, không thể nào bỏ tên Hinh ra để cho cộng sản đi vào được. Cho nên cái lý do để giới hạn cái quyền tự do chính trị trong khoảng thời gian đó là có. Chính vì vậy mà chế độ mang tiếng độc tài. Nhưng mà cái quyền đó là do Hoàng đế Bảo Đại trao toàn quyền quân sự và chính trị cho Thủ tướng Diệm. Cũng như sau khi đã viết hiến pháp thì Quốc hội cũng đã trao, vì hoàn cảnh khẩn trương của đất nước, nên đã trao cho Tổng thống Diệm toàn quyền quân sự và dân sự, nhưng mà trong một cái thời gian giới hạn thôi. Nếu tình hình an ninh phản hồi thì chắc chắn cái toàn quyền đó sẽ bị lấy lại. Tuy nhiên mình có thể nhận rằng cái xã hội đó dù sao cũng là một xã hội dân chủ,
mặc dù có những giới hạn. Cái tốt đẹp của nó đó là một xã hội cộng hòa thật sự. Cho nên những nhà lãnh đạo chỉ có thể một vài nhiệm kỳ, và tất cả những chính sách để phát triển quốc gia là đều lo cho toàn dân. Và đó là lý do tại sao người dân miền Nam có một đời sống cực kỳ thanh bình, ấm no và hạnh phúc trong 9 năm đó. Tiếc rằng những cái phức tạp, những cái khó khăn và những ngộ nhận hiểu lầm đã đưa biến Tổng thống Nguyễn Thị Diệm và nền đệ nhất Cộng Hòa trở thành kẻ thù, có 14 kẻ thù. Cho nên 14 kẻ thù đó không phải là tất cả đều muốn trở thành kẻ thù, nhưng mà có thể vì hiểu lầm, có thể vì ngộ nhận, cho nên đã tiếp tay để lật đổ Tổng thống Nguyễn Thị Diệm. Và họ không ngờ rằng họ làm như thế, họ sẽ giết chết nền đệ nhất Cộng Hòa. Và khi giết chết nền đệ nhất Cộng Hòa thì miền Nam sẽ rơi vào tay Cộng sản. Cuộc cách mạng đó, dân chủ tại miền Nam, không chỉ xây dựng cho miền Nam được một hòn ngọc viễn đông, mà nó còn bảo vệ được nền độc lập, tự do và cái sự toàn vẹn lãnh thổ. Đó là điều quan trọng vô cùng. Tôi nhìn nhận chế độ đó và Tổng thống Nguyễn Thị Diệm vẫn có những khuyết điểm, vẫn có những thiếu sót, vẫn có những sai lầm. Cái điều đó không thể nào tránh được. Tuy nhiên, cái việc bảo vệ được tự do cho dân, bảo vệ được độc lập của đất nước và bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ, cũng như đưa đến cho đất nước một hòn ngọc của miền Đông, một đời sống ấm no thực sự, thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta so sánh với cuộc cách mạng đó với cuộc cách mạng chỉ thấy bạo lực, dối trá, lừa đảo và phá hoại của miền Bắc. Miền Bắc nêu tàn như thế nào thì chúng ta mới thấy được cái hòn ngọc Việt Đông của chúng ta nó tốt đẹp như thế nào. Rồi chúng ta có thể nhìn lại trước thời Tổng thống Diệm có 6 chính quyền từ thời Trần Trọng Kim năm 1945 cho đến quyền xã hội trước khi Tổng thống Diệm nắm giữ chức vụ Thủ tướng, và sau Tổng thống Diệm bị lật đổ năm 63, từ năm 63 đến năm 1965 chúng ta có 5 chính quyền và 5 ông Thủ tướng. Như vậy trước Tổng thống Diệm có 6, với tới 11 ông Thủ tướng và 6 ông Thủ tướng, 6 chính quyền. Và sau khi Tổng thống Diệm thì là tổ quan chính quyền và 5 ông Thủ tướng, thì chúng ta so sánh mười mấy Thủ tướng đó với Tổng thống Nguyễn Thị Diệm, và chúng ta nhìn những việc làm của vị Thủ tướng đó rồi nhìn vào những việc làm của Thủ tướng Nguyễn Thị Diệm trong 9 năm thì chúng ta sẽ thấy rất rõ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cần có một cái nhìn gọi là chính trị đối chiếu, thì chúng ta sẽ nhìn rõ sự thật, để chúng ta trả lại cái sự thật cho những sự thật. Bởi vì ngày hôm nay là chúng ta duyệt xét lịch sử để tìm lấy sự thật của lịch sử, thì chúng ta thấy những sự thật lịch sử rất là đau lòng, và chúng ta cũng nhìn thấy những sự thật hết sức là khích lệ, và đó chính là sinh lộ của dân tộc. Và tôi xin tạm chấm dứt ở đây đó, tôi lạc nguyệt và tất cả quý vị thính giả. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn. Có lẽ là một câu hỏi nữa, rồi nếu có vị nào trên phần chatter có đặt câu hỏi thì xin mời giơ tay. Trong cái phần trình bày về Việt Nam Cộng Hòa thì ngay cái phần mở đầu của buổi hội luận hôm nay, tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn cũng có nhắc lại 108 hay 118 bài viết bôi bác nền Cộng Hòa, tức là bôi bác Việt Nam Cộng Hòa đó, đặc biệt là cho rằng Tổng thống Diệm là một nhà độc tài, gia đình trị,
hủ hóa, vân vân và vân vân, rất là nhiều thứ. Tuy nhiên, Việt Nam Cộng Hòa là đã là một chế độ cộng hòa theo dân chủ pháp trị. Chắc chắn có một điều, miền Nam được xây dựng không phải chỉ là công lao của Tổng Thông Diện, mà là còn công lao của rất là nhiều thành phần, mà đặc biệt Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa không phải là Quốc hội bù nhìn. Các đảng phái ở trong Việt Nam Cộng Hòa không phải là đảng phái bù nhìn. Và biết bao nhiêu nhân tài, biết bao nhiêu những người tử tế cũng đã góp tay xây dựng chế độ Cộng Hòa đó. Thế thì thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, cái loạt bài 118 hay 108 bài mà tấn công chế độ Cộng Hòa đó, điểm nào? Họ muốn bày tỏ những sự thật hay là họ đang là làm việc có tiền có lương của một cái sự tuyên truyền nào đó? Xin mời tiến sĩ. Thì chúng ta có lẽ cũng phần lớn chúng ta cũng đã biết trong 106 bài đó có kê khai những tác giả là 86 người. Những bài đó nhiều người trong chúng ta cũng đã đọc và tôi cũng đã đọc. Tất cả những bài đó đều là những bài cũ cả. Thế thì bây giờ phần lớn tác giả cũng đã chết. Thế nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam tung ra lại để mà phản bác những cái luận cứ về lịch sử mà trong cái tiểu luận 87 tôi vừa mới đưa ra mấy tháng nay, thì tôi thấy những cái bài mà chúng ta đọc được trước đây chỉ trích cái tội vô hình diệu thì đúng như là giáo sư Wesley Fischel đã nói, những phần đông những chỉ trích đó nó không có khách quan và cũng không có giá trị gì bao nhiêu, bởi vì phần lớn chỉ là những suy luận thiếu bằng cớ và thường thường chỉ nhắm vào cái cá nhân của Tổng thống Ngô Đình Diệm, nhưng mà không thấy cái bài nào là đề cập đến những cái cuộc cách mạng mà xây dựng quốc gia trong 9 năm đó. Không, tuyệt đối không, không ai bàn tới vấn đề đó cả. Và đó là những cái điều rất là bất công đối với Tổng thống Diệm và chế độ tiền nhân Cộng Hòa. Bởi vì chúng ta nhìn vào và chúng ta thường thường có thói quen chỉ trích, thì người Việt của chúng ta là thường thường cứ nói về cái cá nhân hay là cái cá tính của con người đó hay đức tính của con người đó, chứ lại không không nhìn vào là cả một cái cuộc cách mạng vĩ đại của miền Nam, của cái công trình xây dựng quốc gia thật là tốt đẹp, thì lại không thấy ai nói đến. Và đó là một trong những cái điều thiếu sót lớn lao vô cùng mà ngày hôm nay cuộc duyệt xét của chúng ta phải bổ túc cho cái sự thiếu sót đó bằng cách chúng ta so sánh cái cuộc cách mạng 9 năm dân chủ cộng hòa tại miền Nam với cuộc cách mạng vô sản 75 tại miền Bắc, và đồng thời so sánh chế độ đó với những chính phủ trước và sau Tổng thống Diệm, thì chúng ta sẽ có một cái nhìn công bình hơn, sáng suốt hơn và khách quan hơn. Còn những cái bài viết tôi thấy thường thường là chỉ chửi thôi. Đó, nào là độc tài, nào là gia đình, nào là tôn giáo, thì trong cái tiểu luận của tôi đã chứng minh là trong nội các người công giáo tối thiểu, rồi trong quốc hội người công giáo cũng tối thiểu, trong quân đội người công giáo cũng tối thiểu. Rồi về vấn đề đàn áp Phật giáo thì bao nhiêu quốc gia của Liên Hiệp Quốc đã gửi đến để điều tra, và họ xác nhận rằng không, chúng tôi không tìm thấy những bằng chứng về đàn áp Phật giáo.
rồi có những sử gia và những học giả của Mỹ cũng cho thấy rằng những cái cuộc tranh đấu của Phật giáo không phải là vì lý do tôn giáo mà vì lý do chính trị. Đó, thì chúng ta thấy rằng những cái bài chỉ trích mà 106 bài đó, tôi thấy tác giả rất là quen thuộc, à, mà tôi cũng đã đọc nhiều trong mấy chục năm qua. Nhưng mà tôi, tất cả những bài tôi đọc thì tôi thấy như tôi vừa nói đó, tức là chỉ chú ý tới những cái khuyết điểm của cá nhân, của con người, mà thường thường là suy diễn ra mà nói thôi, chứ cũng chẳng có một cái bằng chứng nào xác thực cả. Đó, và rất là thiếu khách quan, và đặc biệt là không ai chưa nhìn vào cái cuộc cách mạng xây dựng quốc gia trong những năm đó, đó là một thiếu sót. Và ngày hôm nay chúng ta phải bù đắp lại cho tư anh đặc biệt và tất cả quý vị thính giả. Vâng, với sự trình bày của tiến sĩ thì tất cả những cái giới hạn trong thời kỳ chiến tranh mà gọi là giới hạn những cái sinh hoạt dân chủ đó, thì Lạc Việt thấy nó nhỏ nhoi quá. Một cái đất nước chiến tranh, một cái đất nước mà Việt Cộng vào phá hoại khắp mọi nơi, mọi chốn như vậy, mà miền Nam vẫn còn có những cái sinh hoạt rất là dân chủ, quốc hội vẫn còn hành xử được quyền hạn của mình, và các đảng phái hoạt động một cách rất là tự do, báo chí thì cũng đầy rẫy. Thế thì có gì để mà kết tội chế độ Việt Nam Cộng Hòa? Nếu mà phải so sánh với cái hệ thống cai trị hiện nay của Cộng sản, thì phải nói là dù cho có giới hạn như thế thì cũng đã tốt đẹp gấp ngàn lần rồi. Thưa, có phải vậy không tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn? Vâng, cái đó tôi hoàn toàn đồng ý với anh là việc như vậy đó, tất cả quý vị thính giả. Vâng, và bây giờ thì xin mời quý vị giơ tay, có ai muốn chia sẻ điều gì không? Lúc nãy thấy anh Nam Phong cũng muốn đặt ra nhiều câu hỏi, thì nhân tiện đây chúng ta cũng đặt câu hỏi, không phải là để cho Cộng sản trả lời, bởi vì Cộng sản mà cỡ Nguyễn Minh Triết thì biết gì mà trả lời, Cộng sản cỡ Nguyễn Tấn Dũng thì biết gì mà trả lời. Nhưng cái câu hỏi được đặt ra là để thức tỉnh tất cả những bạn trẻ, tất cả những người còn đang nằm trong cái hệ thống gọi là phải nói là nó cái hệ thống gọi là cái hệ thống áp lực, người ta phải lắng nghe, áp lực mọi chuyện để người ta phải theo tuyên truyền một cách nhồi sọ đó, thì chúng ta cũng cần phải có những cái thông tin trung thực đến với họ, để cái công cuộc đấu tranh của chúng ta nó được sự đồng thuận của đồng bào. Một khi mà đồng bào đồng thuận rồi thì cái việc mà chúng ta tìm ra được một cái sinh lộ cho dân tộc nó mới có thể thực hiện được, còn nếu không thì nó cũng vẫn chỉ ở trên trời. Vâng, xin mời giơ tay ạ. Vâng, xin mời anh Thế ạ. Dạ, cảm ơn anh Lạc Việt và những cái điều mà sử sách đã để lại và chúng ta chia sẻ từ rất là nhiều ngày qua trong diễn đàn. Thì trong cái nhìn chung và cái riêng của tôi thì thực sự ra mình thấy nó là một sự đau đớn và mất mát cho cả một dân tộc. Nhớ như những câu nói của ông Phan Chu Trinh là kiên thiết một nền dân sinh để chấn hưng cho một nền dân trí và tạo cho con người có nhân khí, thì những điều đó ở trong đất nước Việt Nam chúng ta ngày hôm nay nó mòn dần và mất hẳn. Có những điều đã mất và giờ đây chúng ta dĩ nhiên là không đòi lại được gì cho quá khứ, vì quá khứ có ai sửa được đâu. Nhưng chúng ta nhắc đến cái công lao của một vị tổng thống, ông Ngô Đình Diệm, là một cái oan khuất cho cả một cái cuộc sống của một con người đã hy sinh cho một dân tộc, nhưng cuối cùng lại bị đền trả một cái điều oan nghiệt, thì đây là một cái điều khốn nạn cho cả dân Việt Nam. Đại rằng trong chúng ta ngày hôm nay không phải tất cả là những kẻ khốn nạn, nhưng quá khứ khốn nạn ấy thì đã dập vùi cả một tương lai của tuổi trẻ hôm nay, dập vùi tương lai của cả một dân tộc. Thì đây là một cái quá khứ quá lớn lao,
quá đớn đau mà người Việt Nam đã phải gánh chịu kể từ khi ông Ngô Đình Diệm đã mất. Chúng ta tìm lại những cái clip video ở trên những cái cuộc đời của Tổng thống Diệm, thì dĩ nhiên là công nhiều hơn tội, ơn nhiều hơn oán. Nhưng rồi người Việt Nam chúng ta đã lại đàn đè lên một cái thân phận của một con người đã hy sinh cho một dân tộc như thế. Thì đây là nỗi đớn đau cho cả một dân tộc Việt Nam. Dạ chào anh Lâm Chân Thọ. Nhưng dù sao chúng ta không thay đổi được quá khứ, nhưng quá khứ đó là nền tảng, là kinh nghiệm cho cuộc sống hiện tại của chúng ta hôm nay. Chúng ta không có thể đòi lại cái mạng sống cho những con người đã chết trong thời ấy. Thế nhưng tội của những kẻ mà đã gây ra cho cái dân tộc này, thì tội đó cao hơn núi và lớn hơn biển. Giống như cái thằng tội đồ Dương Văn Minh, thưa quý vị, nó mới chết đây. Thì là sinh ra, chẳng thà nó đừng sinh ra thì tốt hơn. Dù nó có già đến mấy đi nữa, xin lỗi tất cả quý vị, tôi không dám xúc phạm đến tuổi già. Nhưng bản chất của thằng Dương Văn Minh này, thì tội của nó sẽ lớn gấp ngàn lần cái nấm mồ chôn nó. Là tôi thì nó phản thần, là vua thì nó bán nước. Thì những cái tội này làm sao nó có thể gột rửa để tẩy rửa cho một kiếp người, gây ra cả một cái họa cho cả một dân tộc. Chính vì thế giống như thằng Hồ Chí Minh, đó là những điều chúng ta cần phải lên án, những tội đồ bán nước giống như trong văn hóa Việt Nam cũng chưa bao giờ mà phải là ông cả. Thì cũng trong cái nền văn hóa đó chúng ta ngày hôm nay, và không kể riêng dân tộc nào, chúng ta phải luôn lên án những cái kẻ gây ra những cái tội cho dân tộc Việt. Đất nước ta phải trải qua suốt bao ngàn năm để có được những ngày vàng ngọc mà dân miền Nam đã được hưởng từ thời ông Ngô Đình Diệm. Nhưng một thoáng rồi lại chóng qua. Nhưng làm sao chúng ta để xây đắp lại một tương lai cho Việt Nam vì cái lỗi lầm của quá khứ mà tất cả mọi người chúng ta lấy cái sắc áo, lấy cái màu cờ, để rồi chính chúng ta lại làm nhơ bẩn cái màu cờ sắc áo này. Sắc áo thầy tu cũng đã nhuộm máu những người hiền đức. Cái màu cờ chúng ta đã bị lạm dụng. Và giờ đây tất cả mọi người chúng ta hãy tự hỏi lòng mình. Tự hỏi lòng mình phải làm gì cho cái đại cuộc này. Với biết bao nhiêu người đấu tranh hôm nay, với bao nhiêu con người đứng trước đại cuộc hôm nay, mà nỗi phiền lòng nhiều hơn sự thương nhớ hun đúc và xây dựng. Cho nên là người Việt Nam chúng ta, với kinh nghiệm của biết bao nhiêu người đã từng mang những sự mất mát lớn hơn ngàn lần mà đất nước Việt Nam chúng ta đang phải gánh, đó là nỗi nhục, nỗi đau người Do Thái. Cái cả quyết rằng người Do Thái xưa kia đã một lần phản bội chính quê hương họ, chia rẽ để rồi mất nước suốt 2000 năm. Họ đã bị rượt đuổi, chúng ta không bị rượt đuổi như họ. Nhưng chính thằng Hồ Chí Minh là thằng tội đồ giết chóc đồng bào chúng ta, để rồi chúng ta lại là những kẻ lưu vong ngày hôm nay. Thì trong cái nỗi đau chung, giống như người Do Thái, họ đã trở thành những người đoàn kết để xây dựng lại Tổ quốc Việt Nam. Thì cộng đồng ở hải ngoại chúng ta 3 triệu người, giờ đây với những sự chia sẻ, hun đúc tinh thần nhau, và biết bao nhiêu người đang đứng lên cho đất nước Việt Nam hôm nay, giống như Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Chúng ta thấy rất rõ, cái lý tưởng của một con người đã vượt ra khỏi cái bản năng. Họ đã chọn những con ngựa đường mà hy sinh. Họ đã đi theo một tôn giáo để xây dựng cho cái tôn giáo này, cho những con người được bình an. Nhưng rồi họ lại một lần nữa đã bị đóng đinh ngay trên chính quê hương mình, đã bị giết chóc ngay trên chính quê hương mình. Khổ mà người Việt Nam hôm nay đang phải chịu. Thì cái cộng đồng hải ngoại chúng ta phải có trách nhiệm gì? Đất nước không thuộc về riêng ai.
đất nước này nó còn hay không, nó cũng vẫn tùy thuộc rất nhiều vào cộng đồng hải ngoại chúng ta. Mong rằng tất cả những cái hội đoàn, những tổ chức chống cộng sẽ được mọi người trong cộng đồng Việt Nam chúng ta cùng chung lưng đấu cật. Vì chia rẽ, chúng ta một lần nữa sẽ tự giết chết mình. Và bao nhiêu những điều mà cộng đồng đã bảo vệ chúng ta, từ những cái tiếng xấu từ những cộng đồng bạn, hoặc là tiếng xấu từ cái quê hương đã cưu mang chúng ta, thì những người đã lãnh đạo cộng đồng này đã phải đứng lên chống trả với tất cả những nghiệt ngã. Vì trong chúng ta chắc chắn rằng chúng ta không thể nào tách ra khỏi cái cộng đồng này. Cộng đồng có được bình an hay không cũng nhờ vào những người lãnh đạo cái cộng đồng này. Cộng đồng này có tốt hay không cũng tùy thuộc vào chúng ta. Cho nên triệu con tim một tiếng nói hơn bao giờ hết nó rất cần được thể hiện trong mọi người. Cũng mong rằng tất cả chúng ta phải có một cái ý thức tối thiểu, vì chúng ta không thể nào tách rời ra khỏi cộng đồng. Hãy bảo vệ cái cộng đồng này, hãy cùng với cái cộng đồng này để đoàn kết hơn, xây dựng tốt đẹp hơn. Và giống như tấm gương của người Do Thái, khi họ đoàn kết lại, chúng ta đang bước theo dấu chân lạc loài của những dân tộc đã từng chịu thống khổ nhất vũ trụ này, người Do Thái xưa kia. Tất cả những sự dè bỉu đánh phá là những điều mà chúng ta cần phải dập tắt ngay trong chính lòng mình. Hãy nhìn vào trong gương mỗi một buổi sáng, cùng với sự làm đẹp đẽ gương mặt mình, soi lại trong thâm sâu của linh hồn mình. Chúng ta là ai trong cộng đồng Việt Nam? Chúng ta làm được gì cho chính mình, cho những người bạn xung quanh và cho quê hương đất nước ngày mai? Cảm ơn tất cả những sự chia sẻ mà quý vị đã nói về một thời vàng son của Sài Gòn hòn ngọc. Và mong rằng với những cái lý tưởng chia sẻ mà tiến sĩ vừa chia sẻ, thì xin tiến sĩ có một điều góp ý để cùng với cộng đồng chúng ta phải làm gì cho hôm nay và trong tương lai. Xin cảm ơn tất cả mọi người và xin gửi mic lại cho diễn đàn. Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Thế An đã chia sẻ tâm tình cũng như cái thao thức của mình. Lát trong cái phần đúc kết, tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn sẽ chia sẻ thêm về những việc chúng ta cần làm. Và bây giờ thì xin mời anh Nguyễn Nam Phong có một cái câu hỏi hay là của một người khác đến Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi. Xin mời anh Nguyễn Nam Phong. Vâng, Phong xin được kính chào quý vị. Phong có, thưa cha, con có hai câu hỏi với cha. Thưa cha còn ở đó không ạ, thưa cha? Vâng, tôi là con đây, tôi nghe đây. Vâng, thưa cha, con, thưa quý vị đang nghe tiếng nói của Linh Mục Phan Văn Lợi trực tiếp từ Huế, Việt Nam đến với diễn đàn phong trào liên kết dân chủ. Con có hai câu hỏi, mà hai câu hỏi này nó liên quan đến vấn đề hiện tại, thưa cha. Hai câu hỏi này liên quan đến, thứ nhất là mới đây ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam ông tuyên bố rằng là thời đại bây giờ là thời đại của Hồ Chí Minh. Thì thưa cha, không biết là cha nghĩ rằng là suốt mấy mươi năm qua thì chúng ta sống trong thời đại nào, mà bây giờ thì ông Nguyễn Phú Trọng thì ông nói là bây giờ là thời đại của Hồ Chí Minh, thì cha nghĩ sao, thưa cha? Vâng, chờ tôi là câu thứ hai là gì? Dạ, câu thứ hai là một cái ông phó trưởng ban biên giới Việt Nam thì ông nói rằng là việc mà Trung Cộng á, nào là cắt cáp này, nào là đưa ra giàn khoan ra ở Biển Đông á, là Trung Cộng là yêu cho roi cho vọt đấy cha. Vâng. cha trả lời hai câu hỏi của con đi. Vâng. Vâng, kính thưa quý vị, thì tôi xin nói rõ cái câu của Nguyễn Phú Trọng á.
là ông nói rằng là đây là cái thời đặc biệt, cái thời là rực rỡ nhất ở Việt Nam. Bởi vì ông cho rằng là cái thời đại mà trong đó Việt Nam của chúng ta đã đánh thắng các đế quốc to đấy. Thì thứ nhất đó. Và thứ hai là xây dựng xã hội chủ nghĩa. Dĩ nhiên là cái người cộng sản là họ nói là lý luận dối trá một cách bình thản, họ không được xấu hổ, họ không cần gì vào thực tế, họ chỉ nói lấy nói được mà thôi. Thì cái đó, bây giờ cái dịp này là 70 năm là cách mạng, gọi là cách mạng tháng 8, là chúng ta đã thấy rằng là cái cuộc mà đấu tranh chống lại Pháp giành độc lập là một cuộc đấu tranh là vô ích. Bởi vì là thời đó là người Pháp cũng như là cả cái đế quốc khác như là Anh đó đã lần lượt trả độc lập cho là cả cái quốc gia thuộc địa. Sở dĩ Pháp nó vào lại Việt Nam sau năm 1945 là để mà theo cái kế hoạch của đồng minh là ngăn chặn cộng sản. Và cái bọn Việt Minh mà đánh lại Pháp đó, đó nằm trong cái kế hoạch là của cộng sản quốc tế là phải đánh tất cả những cái gì mà thuộc về tư bản, phải đánh Pháp, phải đánh Mỹ, phải đánh Nhật đủ hết. Đồng thời có cái cuộc đấu tranh chống Pháp đó là tiêu diệt cả cái đảng phái là yêu nước, cho nên mình thấy đó là cái cuộc chiến tranh là vô nghĩa vô ích. Rồi sau đó là cái cuộc mà xâm lăng miền Nam gọi là chống Mỹ cứu nước, đó là một cuộc chiến tranh là vô nghĩa, cho nên là không có gì để mà tự hào về hai cái cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ cả. Đó là cái cuộc chiến tranh của cộng sản độc tài chống lại cái thể chế dân chủ tự do, chúng có người kia đã để tự hào cả. Rồi thời đại bây giờ chính từ 70 năm qua, cho dù gọi là thời đại Hồ Chí Minh chăng nữa, cộng sản có thể gọi là thời đại của Hồ Chí Minh, gọi là cái thời đại mà in dấu Hồ Chí Minh như là một dấu vết nhục nhã, một dấu vết thất bại, một dấu vết tội ác. Có thể trong lịch sử tương lai người ta gọi đúng là cái thời này là thời của Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh, nhưng mà với một nghĩa hoàn toàn là tiêu cực. Chính vì Hồ Chí Minh và các đồng đảng của Hồ Chí Minh mà 70 năm qua và có thể còn thời gian nữa là dân tộc Việt Nam của chúng ta đã điêu đứng, dân tộc Việt Nam của là chúng ta đã phải sống trong sự dối trá do người cộng sản gây ra, sống trong sự bạo hành do người cộng sản gây ra, sống dưới sự cướp bóc do người cộng sản gây ra, và sống giữa chiều đường sự ngu dốt của người cộng sản. Chúng ta trong cái thời đại 70 năm này á, là chúng ta bị là về mặt chính trị là hoàn toàn là áp bức, về mặt kinh tế là ngày càng suy sụp, về mặt đạo đức ngày càng băng hòa, về mặt giáo dục ngày càng xuống cấp, về mặt văn hóa ngày càng suy đồi, về mặt môi trường càng ngày càng nhiễm độc, là về mặt an ninh quốc gia thì ngày càng bấp bênh. Bởi vì chúng ta đang đứng trước cái nỗi là mất nước không phải do cái sự xâm lăng bằng chiến tranh, bằng quân sự của tụi Tàu Cộng, nhưng là bằng chính cái sự đồng lõa của Việt Cộng. Cái bọn cộng sản này nó là cái thứ tay sai đó, chúng nó không hề biết đồng bào, chúng nó không hề biết tổ quốc, chúng nó chỉ biết đảng của nó, và chúng nó chỉ biết cái đảng anh em của nó là cái nguồn chỗ cái dựa của nó mà thôi. Cho nên nếu Nguyễn Phú Trọng gọi là thời đại Hồ Chí Minh cũng đúng, nhưng mà theo cái nghĩa đó, đây là một cái giai đoạn mà vô cùng bi thảm cho dân tộc Việt Nam của là chúng ta. Thế cái số phận Việt Nam của chúng ta thế kể từ là năm 1945 cho đến nay đã nhiều lần phải rơi vào những cái hố. Năm 1900, tháng 9 năm 1945 đó là rơi vào cái hố của cách mạng tháng 8, để rồi là phải
xíu cái chế độ cộng sản. Rồi cái thảm họa thứ hai đó là cái sự tiêu diệt, như là tiến sĩ Anh Tuấn là sự tiêu diệt một cái chế độ dân chủ cộng hòa. Thế đúng nghĩa bắt đầu hình thành với tổng thống Ngô Đình Diệm. Cái thảm họa thứ ba đó là chúng ta hoàn toàn mất tất cả, thế là đất nước năm 1975. Và cái thảm họa thứ tư đó là kể từ cái hiệp định Thành Đô năm 1990 là cái vòng kiềm tỏa của tàu cộng càng ngày càng là dày đặc trên quê hương của là chúng ta, cả cổ của dân tộc chúng ta. Rồi xin trả lời câu hỏi thứ nhất, cũng xin coi như là một sự bổ túc cho những gì tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn đã là nói hôm nay. Câu hỏi thứ hai là cái tay là Nguyễn Duy Chiến đấy, Nguyễn Duy Chiến là phó ban biên giới đấy. Vâng, đúng rồi, ông À, đó cả. y đã từng nói rằng là cái chuyện mà tàu cộng mà cắt cọc của tàu Bình Minh hoặc là đem giàn khoan thì là gọi là như là cho roi cho vọt, Yêu đó cho là roi như cho vọt. tôi yêu, đúng rồi đó, kiểu yêu cho roi cho vọt liên hệ. Ông thì ông này ông nói là Trung Quốc yêu Việt Nam lắm đấy. Biết rồi, biết rồi, tôi biết rồi, là có cái Trung Quốc yêu Nam yêu cho nó cho vọt, thậm chí là có một cái quan chức khả quan nói rằng á, Việt Nam mà chúng tao như là hỗn láo, tất cả những cái tên mà trong bộ chính trị á, và trong gọi là có thể nói là phần lớn trong trung ương đảng đó, thì gần là hơn gần 200 tên đó, tất cả cái lũ này á, nó không hề có cái tinh thần á, là tự tôn dân tộc, không cần có, không cần có cái, không hề có cái tấm lòng là yêu nước. Một á, là có thể phần lớn là dốt nát, không học lịch sử của dân tộc. Chúng ta biết rằng là còn nhiều các lãnh đạo của cộng sản bây giờ đều là cái thứ mà chân trâu nó đi lên cả, cái thứ cặn bã của xã hội cả mà nó tiến lên. Ở trong Việt Nam này thì người ta hình dung cái cán bộ cộng sản là gì? Đó là một cái thằng chân trâu từ trên trâu nhảy xuống, đi vào trong rừng, từ trong rừng đi ra cầm cái súng AK và leo lên ghế quyền lực. Đó là cán bộ cộng sản, đó là hình ảnh tiêu biểu của cán bộ cộng sản. Là cái thứ này á, ấy là dốt nát về lịch sử. Tôi hỏi một người mà đã từng hoàng heo chứ độ 10 đó, những người là từng làm cái nghề đại di của tàu lửa như Lê Duẩn thì làm gì mà biết lịch sử. Thậm chí một con người mà học trường quốc học á, thế chưa tới thế là chưa mới có tiểu học một cái thôi là bỏ học đi rồi, được gọi là để đi đi kiếm công ăn việc làm, vào trường dục dục vào một cái trường nào đó ở trong trong Phan Thiết, rồi sau đó xuống tàu ở Sài Gòn đi kiếm ăn. Những con người đó rồi hàng lãnh đạo cộng sản cho tới bây giờ vậy, còn nhiều là hàng ngu dốt cả. Thế tổng bí thư Nguyễn chứ đó nông đức mạnh chỉ là một kỹ sư lâm nghiệp biết gì về chính trị. Thế Nguyễn 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 Phú Trọng làm cái tiến sĩ của ông ta là tiến sĩ xây dựng đảng, làm gì mà biết được á, thế những cái gì mà nó sâu xa, nó tiến bộ, nó cao đẹp của cái nền văn minh nhân loại, cho nên nó dốt. Nó không biết rằng là cộng sản tàu nước tàu là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, là cái thứ hai là một sự lệ thuộc tàu càng ngày càng bền chặt. Cái sự lệ thuộc đó đã mở đầu với Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh có thể là một người tàu thì đang thống trị trên đất nước Việt Nam, hoặc giả như không phải là một người tàu thì là một người chỉ có cái tinh thần của tàu mà thôi. Đấy, đã từng coi là ai cũng có thể sai lầm cả, chỉ có Mao Chủ tịch không hề sai lầm. Đấy. Rồi tới khi mà sắp chết đó thì lời nói các cô hồ lý hát cho mình nghe những bài chúng tàu, bài ca nước tàu cả đời không bao giờ là mặc cái áo quốc phục như là tổng thống Ngô Đình Diệm hay là tổng thống Nguyễn Nguyễn Mông Thiệu, áo dài đen là chúng ta không bao giờ thấy Hồ Chí Minh mặc áo nữa cả, mà toàn là áo đại cảng của là Mao Trạch Đông. Và chúng ta thấy rằng cái sự lệ thuộc đó nó càng lúc càng chặt chẽ về ý thức hệ mù quáng
Và thứ hai là cái sự lệ thuộc đó là do cái cộng sản Tàu nó chi phối nền chính trị, lũng đoạn nền tài chính của Việt Nam. Thế và cái lệ thuộc đó đã được cam kết một cách rất long trọng sau cái hội nghị Thành Đô năm 1990, khi cộng sản Việt Nam chỉ còn biết một cái chỗ dựa duy nhất, đó là cộng sản Tàu ở Bắc Kinh mà thôi. Cho nên những cái tên quan chức mà cộng sản là nói rằng là quân quốc yêu Việt Nam cho roi cho vọt, hoặc là chống với Trung Quốc là hộn, hoặc là như Nguyễn Chí Vịnh mới đây còn nói rằng là người Tàu, nước Tàu là chỗ dừa đáng tin cậy, đó là một cái nước mà có thể giúp Việt Nam là xây dựng xã hội chủ nghĩa tốt đẹp. Nhưng có những con người đó, một là mù quáng, hai là bất cần dân tộc để bảo vệ cái đảng của mình nhờ sự che chở bảo vệ của là cái đảng cộng sản Tàu mà thôi. Khi mà con nghe cái câu mà yêu cho roi cho vọt đó, thường thường là cái câu đó là cho bố mẹ mà nói với con cái, đối xử với con cái là yêu cho roi cho vọt. Thì không biết rằng là khi mà cái ông Nguyễn Duy Chiến này ông nói như vậy đấy, thì ông có nghĩ rằng là Trung Quốc là bố mẹ của Việt Nam mình hay không? Con nhớ rằng là hình như là cách đây vài 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 tháng hay là nửa năm rồi thì có một viên chức, một quan chức rất là lớn của Trung Cộng có phát biểu là Việt Nam mình là đứa con hoang. Thì không biết rằng là không biết cả hai sự việc này nó có giống nhau không cha, nhưng mà bên Trung Quốc thì họ cũng nghĩ rằng là Việt Nam là đứa con hoang, mà cái ông Nguyễn Duy Chiến này là phó trưởng ban biên giới thì ông cũng nghĩ rằng là hình như là Trung Cộng là bố mẹ của Việt Nam mình ấy cha. Được cả đúng đấy, cách đây vài tháng thì có một cái tay tôi nhớ là một viên chức lớn đã Dương Khiết Trì, con nhớ rồi, Dương Khiết Trì. Dương Khiết Trì đúng rồi, đã nói rằng là được kêu gọi được con hoang là trở về đấy. Thế sau cái vụ là giàn khoan 1981 đấy. Cho nên cộng sản là Việt Nam mà coi như là đàn anh, coi cộng sản Tàu là đàn anh, là bố mẹ, còn không là gì cả. Thế chỉnh tổ nhân dân đảng cộng sản để nói rằng là thờ Mao chủ tịch, thờ chỉ Stalin bất diệt mà làm gì sống thờ cha thờ mẹ gì cả, mà thờ Mao chủ tịch là kẻ đã giết 40 triệu người Trung Quốc, và thờ chỉ Stalin là kẻ giết khoảng 20 triệu người Nga. Thế thôi, con bực mình theo cha biết không, con bực mình người Tàu á, với cái những cái luận điệu mà trịch thượng của họ, giống như là Dương Khiết Trì nói với lại người Việt Nam rằng là nước Việt Nam là đứa con hoang đã trở về nhà. Con bực mình họ thì một, nhưng mà con bực mình những người giống như là cái ông Nguyễn Duy Chiến này, tại sao lại có một cái đầu óc mà nô lệ như vậy, đặt cái Trung Cộng lên bàn thờ của mình là cha. Con những cái người này con bực mình Trung Cộng một, thì con bực mình những người đấy là 10 được. Từ nào trào nô lệ nó có bắt đầu từ Hồ Chí Minh này thôi. Hồ Chí Minh là người đầu tiên là mở toang cửa ải Nam Quang, cửa ải Chi Lăng, để mà cả ngàn năm bảo vệ đất nước để mà cho cộng sản Tàu vào. Hồ Chí Minh là cái người đầu tiên để phá tan cái ải, cái cửa sông Bạch Đằng để cho Tàu vào, và để Nông Đức Mạnh là cái người mà đã cho Tàu vào cái yêu huyệt của đất nước, đó là Tây Nguyên. Bây giờ nó cho Tàu chiếm những cái vùng đất khác nữa, như là vùng biên giới, như là vùng Án, như là Bình Thuận, như là đảo Phú Quốc, vậy thôi. Đó là những con người không có ý thức quốc gia chúng nó. Thế người ta ở Việt Nam, người ta có một câu là cộng sản Việt Nam không phải là người Việt Nam, cộng sản Việt Nam không phải là người, cộng sản Việt Nam là quỷ hiện hình, vậy thôi. Giờ gọi chúng nó, vâng, tôi xin hết rồi. Vâng, con xin được thôi, cảm thôi ơn cha để nhiều. Cho bây khác giờ, vâng, bây giờ con xin được mời Trang nghe tiếp cuộc nói chuyện của tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn. Xin được mời anh làm việc đạm mời anh. Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Nam Phong, và xin cảm ơn những sự chia sẻ của linh mục Phêrô Phan Văn Lợi. Hồ Chí Minh nói với Mao Trạch Đông là sẽ hy sinh đến người Việt Nam cuối cùng, hy sinh đến giọt máu cuối cùng của người Việt Nam cuối cùng. Và về sau này thì Lê Duẩn xác định thêm, ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc. Mà cái câu đó hiện nay vẫn còn nằm trình hình ở trên cái đền thờ của Lê Duẩn. Thế thì Đảng Cộng sản này là gì? Và thế thì chế độ Cộng hòa của chúng ta vinh quang biết bao nhiêu.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, có lẽ là đã đến cái phần đúc kết trong một chuỗi khảo luận về dòng sinh lộ, tìm lại sinh lộ cho dân tộc. Và hôm nay 15 câu hỏi thì chắc chắn là Cộng sản không trả lời được rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn đưa ra như là những sự thật lịch sử để cho thanh niên, để cho giới trẻ, để cho đồng bào chúng ta cùng biết, cùng thấm những cái câu hỏi đó để rồi có một cái thái độ dứt khoát với cái chế độ khốn nạn đó. Vâng, xin mời tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn cho những cái lời đúc kết cuối cùng cho buổi hội luận hôm nay, và hy vọng sẽ gặp lại tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn trong những cái dịp tiếp theo ạ. Vâng, xin mời. Cảm ơn anh Lạc Việt đã tư mục Phan Văn Lợi với những cái lời chia sẻ. Con giỏi trong tay áo cách mạng Cộng sản Việt Nam. Ông sẽ nói gì thế này? Tôi muốn nói nhiều về Cụ Hồ là tôi muốn phân tích một thân phận. Thân phận ấy đã chi thuốc viện, nó có sức, nó làm cho con người mất hết nhân tính, tình cảm, mất hết đức tính nhân bản, mất cả những đạo đức thật. Nó khiến Cụ Hồ sống thản nhiên trước bạo lực của hận thù trong cách mạng. Vì cuồng vọng quyền lực mà Cụ Hồ đã không ngần ngại công khai lộ liễu, viết sách, ý tin khác nhau để tự ca ngợi, tôn vinh chính mình. Trong mọi sinh hoạt, họ đều nhất mực sùng bái, tôn thờ. Họ phong thánh, phong thần cho Cụ Hồ. Cụ Hồ đã biến họ thành một lũ linh thần chuyên nghiệp. Và ngày hôm nay thì chúng ta thấy cái lũ linh thần đó vẫn còn. Xét như thế để thấy cái sự đam mê của cuồng vọng quyền lực đã tạo ra chủ nghĩa mù quáng, tham vọng làm lịch sử đã xóa đi mất tính người. Cuồng vọng quyền lực đã tạo ra cảnh sát buộc cắm quần thần cứ thẳng tay tiêu diệt những kẻ có tài, có thể cản bước đường quyền uy của mình, thẳng tay đàn áp những kẻ có tiềm năng là đối thủ của mình, bằng cách gột rửa đi những di sản tiêu cực của quá khứ. Ta chỉ lên án nó để vĩnh viễn không lại những di sản dối ta ấy, chỉ vì muốn tạo ra một huyền thoại của một lãnh tụ thần thánh nên đã mắc ba tội. Thứ nhất, mạo nhận mình là bậc chính quân tử. Thứ hai, tự coi mình là thứ quân tử của thời phong kiến. Thứ ba, muốn đổ lốt một thánh nhân để nêu gương sống cao như tu hành. Sự thần thánh hóa giả tạo đó là do tâm thức vẫn mang nặng hình ảnh của thời phong kiến, nó vừa lạc hậu vừa dối trá, và do đó mà việc hô hào sống theo gương Bác Hồ là việc làm sai trái rất ngớ ngẩn. Vì cuộc sống gương mặt của Bác không thể là một tấm gương, nhưng sự thật là của Đảng và cả nhân dân cho đến nay chưa ai sống thanh cao theo tấm gương giả tạo ấy, mà họ chỉ chọn cách sống như con người xoay sở muôn mặt, thủ đoạn gian manh, tâm thức ngụy tín và cuồng tín, thường ưa nghe chuyện huyền thoại đã thần thánh hóa Cụ Hồ. Nhưng khi nhìn lại bao di sản, hậu quả tai hại gian nan khổ ải của chiến tranh mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu, thì họ không dám chỉ ra rằng những cái ấy cũng đều phát xuất từ những chọn lựa, bởi đây toàn là những hành động chí trá muôn mặt của Cụ Hồ. Đó, chúng ta thấy Trần Đức Thảo nhìn Cụ Hồ như vậy. Ngày hôm nay chúng ta qua cái buổi hội luận thì tôi chỉ nói sơ qua như thế này. Dĩ nhiên những người Cộng sản Việt Nam hay là những người Cộng sản Tàu không bao giờ chấm dứt những âm mưu để tôn tính đất nước và chồng ách nô lệ đến dân tộc của chúng ta. Tuy nhiên, trong chiều hướng của lịch sử, với tư cách
của người nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong nhiều năm. Tôi có thể nói một cách thẳng thắn như thế này: Hoa Kỳ và thế giới Tây Phương cũng như hòa bình của thế giới sẽ không bao giờ, tôi xin nhắc lại, không bao giờ cho phép người Tàu có thể chiếm đất nước Việt Nam. Bởi vì Việt Nam là quyền lợi của Hoa Kỳ, quyền lợi của Âu Châu, và Việt Nam là quyền lợi của hòa bình thế giới. Cho nên nếu Tàu nhất định lấy Việt Nam thì chiến tranh không thể nào tránh được. Và khi chiến tranh xảy ra thì nước Tàu và những tập đoàn lãnh đạo của nước Tàu sẽ có những hành động tự sát, bởi vì họ sẽ bị tiêu diệt như người ta đã tiêu diệt Hitler, Mussolini trước đây. Cho nên cái việc Mỹ trở lại Việt Nam là một điều đương nhiên và chắc chắn, bởi vì đó là quyền lợi của nước Mỹ. Và tôi nói thêm, quyền lợi của nước Mỹ rất phù hợp với quyền lợi của dân tộc Việt Nam, bởi vì nước Mỹ đã bỏ ra gần một thế kỷ nay để mà tranh đấu cho nền độc lập của 70 quốc gia trên thế giới, từ đệ nhất thế chiến, đặc biệt là đệ nhị thế chiến. Cho nên Hoa Kỳ đến Việt Nam là để bảo vệ cái nền tự do độc lập và toàn vẹn lãnh thổ cho dân tộc Việt Nam. Cho nên nói là đánh Mỹ tức là phá tan nền độc lập của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay Hoa Kỳ vẫn tiếp tục muốn bảo vệ cái nền độc lập đó, bởi vì cái đó là quyền lợi an ninh chiến lược của Hoa Kỳ. Tuy nhiên có một điều Hoa Kỳ đã thất bại trong suốt 70 năm qua tại Việt Nam là người Việt Nam thuộc phe quốc gia quá chia rẽ. Cho nên khi năm 1949 Tổng thống Harry Truman và Hoa Kỳ đã khuyên Hoàng đế Bảo Đại rằng nay Việt Nam đã có độc lập thì phải tìm mọi cách để mà đoàn kết dân tộc, sống vì dân, cho dân, đừng chia rẽ, thì nếu chia rẽ thì sẽ yếu, và yếu thì sẽ trở thành bù nhìn của Pháp. Và Hoa Kỳ không muốn thấy một chính quyền bù nhìn của Pháp tại Việt Nam, cũng như không muốn nhìn thấy thực dân Pháp ở Việt Nam, và đồng thời không muốn nhìn thấy Việt Nam dưới một chính quyền cộng sản của Hồ Chí Minh. Do đó đã khuyên Hoàng đế Bảo Đại là tìm mọi cách để đoàn kết quốc gia, và chúng ta đã không đoàn kết được quốc gia từ năm 1949 đến bây giờ. Chúng ta mất chính quyền Trần Trọng Tin bởi vì chúng ta đã chia rẽ. Nếu chúng ta đoàn kết, Hồ Chí Minh không thể nào cướp chính quyền vào tháng 8 năm 1945 được. Cho nên cái sự chia rẽ của chúng ta cũng là một thảm họa, mà chúng ta phải học được những bài học lịch sử đó để mà cố tránh nó đi. Thì không phải là để A Dua đồng phạm với tội ác cộng sản hay là tiếp tục duy trì chế độ cộng sản tại Việt Nam, mà Hoa Kỳ đến đó để tìm mọi cách để đưa đất nước vào dân chủ hóa. Bởi vì chỉ có dân chủ hóa thì cái chính quyền đó mới bởi dân, do dân và vì dân. Và đó là sức mạnh của quốc gia, và Hoa Kỳ đang cần sức mạnh đó để cùng với Hoa Kỳ chống lại cái âm mưu bành trướng và chiếm đoạt Việt Nam của người Tàu. Do đó Hoa Kỳ bằng mọi cách sẽ bảo vệ Việt Nam của chúng ta,
và chúng ta cũng phải hành động để thích nghi và không đi ngược lại với quyền lợi của Hoa Kỳ. Tôi xin nhắc lại, quyền lợi của Hoa Kỳ rất phù hợp với quyền lợi của Việt Nam, bởi vì quyền lợi quan trọng nhất là quyền lợi an ninh. Quyền lợi kinh tế chỉ là thứ yếu mà thôi, và quyền lợi an ninh đó chúng ta đang cần, và Hoa Kỳ cũng đang cần, và thế giới cũng đang cần. Cho nên Hoa Kỳ chắc chắn sẽ hỗ trợ cho cuộc cách mạng của chúng ta để đưa đất nước vào cuộc cách mạng dân chủ. Và Tổng thống Nguyễn Đình Diệm đã làm trong 9 năm, bây giờ vẫn còn đang giang dở. Ngày hôm nay chúng ta ngồi với nhau nơi đây để cùng học lại những bài học lịch sử đau thương của đất nước, để rồi chúng ta dẹp bỏ tất cả mọi tì hiềm, tất cả mọi ngộ nhận, tất cả mọi chia rẽ, để chúng ta cùng nhìn về một hướng, đó là chính lộ của dân tộc. Khi tất cả những tổ chức tranh đấu tại hải ngoại ngồi lại với nhau thì sẽ có một hy vọng lớn để dân tộc Bắc Nam, tôn giáo này, tôn giáo khác ngồi lại với nhau, bởi vì chúng ta chỉ có một kẻ thù, đó là âm mưu tôn tính đất nước của chúng ta, là tập đoàn lãnh đạo cộng sản Hoa Lục. Cho nên chúng ta phải tìm mọi cách để mà có nhau, bởi vì nếu chúng ta có nhau, chúng ta sẽ có sức mạnh, và có sức mạnh đó chúng ta sẽ đoàn kết được và đem đến những cái ánh sáng hy vọng cho 90 triệu người. Sức mạnh nằm ở toàn dân, không phải nằm ở trên một vài đảng phái đâu. Cho nên các đảng phái phải thấy rằng chúng ta, những đảng phái Việt Nam đã không đóng được cái vai trò trong suốt 70 năm qua, bởi vì rất yếu, bởi vì chia rẽ, bởi vì vẫn sống với một cái tinh thần không phải là cộng hòa, không phải là dân chủ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải tìm mọi cách để đưa tinh thần cộng hòa, tinh thần dân chủ để mà đặt nền móng cho cái cuộc cách mạng dân chủ mà miền Nam vẫn còn đang dang dở. Tôi hy vọng điều quan trọng nhất là chúng ta phải làm sao để nói với ở trong nước và các tôn giáo bắt đầu tổ chức lại những cái ngày lễ để cầu nguyện cho quốc gia, như ngày lễ tế Nam Giao ngày xưa. Trong những ngày lễ đó, tất cả toàn dân phải thanh sạch, phải trai giới, đàn ông không gặp đàn bà, tắm rửa sạch sẽ từ thân xác đến linh hồn. Lúc đó chúng ta sẽ ngồi xuống và cùng cả toàn dân để làm lễ tế Nam Giao. Trời đất và hồn thiêng sông núi sẽ soi sáng cho chúng ta để chúng ta xây dựng cuộc cách mạng dân chủ. Bởi vì tất cả những kiến thức về dân chủ mà chúng ta học được ở Mỹ trong 40 năm qua đủ để chúng ta đặt nền móng căn bản cho một nền dân chủ vững chắc tại Việt Nam. Tôi xin dứt lời. Lạc Việt xin thay mặt cho Diễn đàn Điểm Trợ Khối 8106 và Hội đồng Liên kết Đấu tranh Dân chủ Nhân quyền cho Việt Nam, cũng như Diễn đàn Sinh hoạt Live hôm nay, Diễn đàn Phong trào Liên kết Dân chủ, các diễn đàn bạn, các đài radio và các website, xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn với đầy tâm huyết và với một cái công trình nghiên cứu suốt nhiều chục năm, và đến cái ngày hôm nay là cái thời điểm rất tốt để Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn trình bày với quốc dân đồng bào tìm lại một sinh lộ cho dân tộc, gồm có nhiều phần biên khảo. Chúng ta sẽ lần lượt có cái cơ hội để mời Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn lên diễn đàn, để rồi chúng ta có cái audio video này
chúng ta lưu truyền rộng rãi hơn ở trong truyền thông và hy vọng là sẽ đến với những người trong quốc nội một cách dễ dàng. Đó là cái tiến trình làm việc của chúng ta, một trong những cái công tác truyền thông quan trọng, mang những chủ đề, mang những tiếng nói đấu tranh trung thực, những sự thật lịch sử cần phải được phơi bày ra để cho cái tiến trình đấu tranh của chúng ta có một cái chỗ dựa vững chắc, và một cái lý luận cũng vững chắc, và một cái niềm tin cũng vững chắc. Vâng, và xin một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, và bây giờ thì xin mời tất cả chúng ta cùng tặng những bó bông cho tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, và xin mời giơ tay lên để chúng ta cùng đồng hành với tất cả những người đang đấu tranh trong quốc nội cùng một công việc như chúng ta. Cái công việc đó là giật sập cái chế độ khốn nạn sắc máu toàn trị này. Thực chất ra nó là tay sai của Trung Cộng hoàn toàn, từ Hồ Chí Minh cho tới bây giờ. Xin mời các bạn giơ tay và xin mời các bạn tiếp tục tặng những bao bông cho tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn và cho tất cả những người đã hy sinh mạng sống mình, hy sinh thời giờ, hy sinh tiền bạc, hy sinh trí tuệ để đóng góp vào công cuộc đấu tranh này. Vâng, và qua một bài hát xin gửi đến, xin dâng đến mẹ Việt Nam. Thưa mẹ Việt Nam, chúng con vẫn còn đây. Vẫn còn đây là để tiếp tục công trình của tất cả những anh hùng trong dân tộc, tiếp tục theo những con đường của tiền nhân chúng ta đã hy sinh xương máu, đã hy sinh mồ hôi, đã hy sinh công sức cho một cái tiến trình rất là lâu dài của chúng ta. Cái tiến trình đó là tiến trình gần 5.000 năm dựng nước và giữ nước. Đó là gần 5.000 năm Việt Nam có văn hiến. Vâng, thưa mẹ Việt Nam, chúng con vẫn còn đây. Vẫn còn đây các con của mẹ. Vẫn còn đây các con của cha. Con sẽ về bằng tròn thân xác, con sẽ về bằng hồn phách linh thiêng. Dòng Kiều Long lên đỉnh Trường Sơn, từ lòng đại dương đến chân trời quê hương. Trong con từ khắp tam hương quay về, như ngày nào cùng bọc mẹ ra đi. Vẫn còn đây dung dân tiên dầu. Vẫn còn đây cháu con lạc lòng. 50 người cùng mẹ lên núi, xây vững biển lập cuộc chiến đấu tranh. Còn 50 người vượt đại dương, nguyện cùng cha quyết xây lại quê hương. Chăm con cùng chung góp màu đào, từ Đồng Đinh về tận miền Cà Mau. Hẹn gặp lại anh trong một ngày mới, hẹn gặp lại em trong một ngày vui. Là ngày giải phóng nước non rạng ngời, là ngày hạnh phúc thanh bình ngàn nơi. Hẹn gặp mẹ cha trong ngày hội lớn, hẹn gặp lại nhau trong ngày Việt Nam. Là ngày giải phóng nước non rạng ngời, là ngày hạnh phúc thanh bình ngàn nơi. Vẫn còn đây trái tim diên hồng. Vẫn còn đây máu xương Việt Nam. Con không hờn dù đời cay đắng, tâm không sờn dù lòng trắng khăn xô. Con hồn Việt Nam là còn niềm tin, con người Việt Nam sẽ có ngày quang vinh. Trong đêm trường Phật sẵn mặt trời, mai bình minh về rồi Việt Nam. Con của mẹ
vẫn còn đây các con của cha. Con sẽ về bằng tròn thân xác, con sẽ về bằng hồn phách linh thiêng. Từ dòng Kiều Long lên đỉnh Trường Sơn, từ lòng đại dương đến chân trời quê hương. Trăm con từ khắp tam phương quay về, mưa ngày nào cũng bọc mẹ ra đi. Vẫn còn đây giống dân tiên rồng. Vẫn còn đây cháu con lạc long. 50 người cùng mẹ lên núi, xây vững biển lập cuộc chiến đấu tranh. Còn 50 người vượt đại dương, nguyện cùng cha quyết xây lại quê hương. Trăm con cùng chung góp màu đào, từ Đồng Đinh về tân miên Cà Mau. Hẹn gặp lại anh trong một ngày mới, hẹn gặp lại em trong một ngày vui, là ngày giải phóng nước non rạng ngời. Là ngày hạnh phúc, thanh bình ngàn nơi. Hẹn gặp mẹ cha trong ngày hội lớn. Hẹn gặp lại nhau trong ngày Việt Nam. Là ngày giải phóng, nước non rạng ngời. Là ngày hạnh phúc, thanh bình ngàn nơi. Vẫn còn đây trái tim riêng hồng. Vẫn còn đây máu xương Việt Nam. Con không hờn dù đời cay đắng, tâm không sờn dù lòng chẳng kham xô. Còn vùng Việt Nam là còn niềm tin, còn người Việt Nam sẽ có ngày quang vinh. Trong đêm trường phục sẵn mặt trời, mai bình minh về rồi Việt Nam. Gặp lại anh trong một ngày mới, hẹn gặp lại em trong một ngày vui. Là ngày giải phóng nước non rạng ngời, là ngày hạnh phúc thanh bình ngàn nơi. Hẹn gặp mẹ cha trong ngày hội lớn, hẹn gặp lại nhau trong ngày Việt Nam. Thank you.